Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 37. Nhưng có rất nhiều thế lực đã tán loạn. Ví dụ như, Đàm Miêu đã phát hiện một tin tức, sáng nay có một người đàn ông lái xe ngang ngược, dẫn tới tai nạn ô tô liên hoàn, cuối cùng anh ta chạy trốn về phía đảo hoang. Một chủ tàu tư nhân đã trả lời báo chí, ông ta nói hôm nay mình đã chở một người đại lục trẻ tuổi đi tới đảo hoang, không bao lâu sau thì quặng mỏ trên đảo đã xảy ra vụ nổ lớn. Xem xong tin tức, đột nhiên Đàm Miêu dùng cả mình, bởi vì trên tin tức có đủ các loại dấu hiệu cho thấy chuyện này có liên quan tới Dương Bách Xuyên. Ngay sau đó, Đàm Miêu đã phát động hệ thống tình báo ở đảo Hồng Kông để điều tra. Kết quả điều tra được người đó chính là Dương Bách Xuyên, nhưng vấn đề lớn nhất là, rất có khả năng Dương Bách Xuyên đã bị nổ chết trong mỏ đảo hoang. Điều này khiến Đàm Miêu toát cả mồ hôi lạnh, anh hiểu rõ hơn ai hết Dương Bách Xuyên là người như thế nào, là thành viên của Thần Long Đàm. Người mà đảm chủ tiền nhiệm và đương nhiệm đều quan tâm, anh ta còn là môn chủ vân môn của giới võ cổ Trung Hoa, thêm cả cấp bậc sư tổ võ đang, tuy là không công khai nhưng không thể giấu được tình báo của Thần Long Đàm. Dương Bách Xuyên là cháu ngoại của Đoan Mộc Hành Thiên, Đoan Mộc là thế gia võ cổ đứng nhất nhì Nam Quốc. Ở vân môn còn có một lão quái vật vượt qua cả tiên thiên đang tọa chấn, hiện tại vân môn cũng có mấy vị tiên thiên, nếu như Dương Bách Xuyên chết ở đảo Hồng Kông, có lẽ giới cả giới võ cổ và đảo Hồng Kông sẽ chấn động. Sau khi điều tra, Đàm Miêu toát mồ hôi lạnh gọi điện cho cấp trên Ngô Nam, kết quả điều tra rất rõ ràng, Dương Bách Xuyên bị người ta nổ chết trong quặng mỏ, cả ngọn núi đều bị sụp đổ. Đàm Miêu thấp thỏm gọi điện thoại cho Ngô Nam. Alo A Miêu, có chuyện gì sao? Tiếng Ngô Nam vang lên từ đầu dây bên kia. Phó Đàm chủ, tôi có chuyện cần báo cáo. Sau khi Đàm Miêu nói xong, một lúc lâu Ngô Nam ở bên kia đầu dây cũng không nói gì, điều này càng khiến Đàm Miêu thêm bất an. May mà cuối cùng, Ngô Nam cũng trả lời, giọng nóng nói lạnh như băng vang lên, tìm ra kẻ giết người cho tôi, cho dù hệ thống tình báo của đảo Hồng Kông bị tê liệt hoàn toàn thì cũng phải tìm cho ra thế lực đã động thủ, nếu không thì Đàm Miêu cậu nhảy xuống biển cho tôi, còn nữa, lập tức ngăn cản người dọn dẹp cái đảo hoang kia, cho dù đào ba thước đất cũng phải tìm thấy cho cốt của Dương Bách Xuyên cho tôi. Không phải đâu Phó Đàm chủ, cả ngọn núi đã bom đánh sập, liệu còn tìm được cho cốt sao? Đàm Miêu phản bác lại Ngô Nam qua điện thoại. Nhưng đổi lại là tiếng quát đầy giận dữ của Ngô Nam, Đàm Miêu Miêu cậu ngày đầu làm tình báo cho Thần Long Đàm sao? Hả, quên mất đối tượng chúng ta nhắm vào là võ cổ giả rồi à? Dương Bách Xuyên là tiên thiên, là người tu luyện song hệ, thủ đoạn thâm hậu, ai dám nói chính xác cậu ta đã chết hay chưa? Tôi bảo cậu đi đào thì cậu cứ đào, chấp hành mệnh lệnh. Vâng, Đàm Miêu thấy Ngô Nam nổi giận, anh không dám nhiều lời. Ở đầu dây bên kia, Ngô Nam cúp điện thoại của Đàm Miêu, ông mệt mỏi dựa trên ghế làm việc. Thật ra ông bảo Đàm Miêu đào núi tìm thi thể của Dương Bách Xuyên, ông cũng biết là không thể, nhưng không tìm thì sẽ không can tâm. Ông vẫn luôn nhớ kỹ lời dặn của lão Đàm chủ rằng phải chú ý đặc biệt tới Dương Bách Xuyên, cũng phải thiết lập mối quan hệ tốt với cậu ta. Bởi vì Đàm chủ đã nói, Dương Bách Xuyên không phải là vật trong ao, sau này Thần Long Đàm có thể còn phải nhờ cậu ta giúp đỡ. Trong lòng Ngô Nam không tin Dương Bách Xuyên sẽ chết, bởi vì ông tin tưởng Đàm chủ. Vậy nên ông mới để Đàm Miêu đào núi đi tìm. Sau khi nghĩ ngợi, Ngô Nam cầm điện thoại bấm số của đạo trưởng Phương. Trước kia, người liên lạc giữa Thần Long Đàm và Vân Môn chính là đạo trưởng Phương, ông nghĩ mình nên nói chuyện này cho Vân Môn biết. Chẳng may có chuyện gì thì cũng dễ ứng phó. Dù sao thì Dương Bách Xuyên cũng trêu chọc không ít kẻ thù, hơn nữa cũng không phải là thế lực nhỉ. Sau khi đầu dây bên kia nghe máy, Ngô Nam nói đầu đuôi câu chuyện lại cho đạo trưởng Phương rồi cúp điện thoại. Bỗng nhiên đạo trưởng Phương ngồi bệt trên mặt đất, trong đầu ông trống rỗng, môn chủ Dương Bách Xuyên bị nổ chết rồi. Chuyện này, nghe kiểu gì cũng thấy giống như một trò cười, nhưng ông biết đây là sự thật. Ngô Nam Đàm chủ của Thần Long Đàm đích thân gọi điện, hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư. Dương Bách Xuyên là môn chủ Vân Môn, là trụ cột tinh thần của tất cả mọi người, nếu như anh chết rồi, Vân Môn còn có thể tiếp tục tồn tại không? Con đường luyện đan của ông cũng sẽ chấm dứt, nói thật, ở Vân Môn ông đã học được rất nhiều điều từ Dương Bách Xuyên, đối với ông mà nói mình như được sống lại, được mở ra một cách cửa tới thế giới mới. Điều đang chờ đợi ông trong tương lai chính là một thế giới mới đầy hư ảo, nhưng để bước vào thế giới mới đó, Dương Bách Xuyên mới là nhân tố quyết định, nếu như không có Dương Bách Xuyên thì mọi thứ đều là vô nghĩa. Không được, môn chủ sẽ không chết, chỉ là một ngọn núi sập mà thôi,
môn chủ bản lĩnh cao cường, nhất định sẽ không chết, sẽ không. Phương Mãnh có chút điên rồ, ngồi trên đất tự lẩm bẩm một mình. Qua một lúc lâu sau ông mới bình tĩnh lại, vội vàng đứng dậy muốn chạy tới tiền viện, ông biết chuyện này nhất định phải nói cho mấy vị chủ mẫu, để bọn họ nghĩ cách. Cho dù là tới đảo Hồng Kông tìm môn chủ hay là ổn định Vân Môn, những thứ này đều cần người giải quyết. Sau khi đến tiền viện, Phương Mãnh lại ngây ngẩn cả người, nên tìm vị chủ mẫu nào đây? Mọi người đều biết, môn chủ có mấy vị chủ mẫu, dù sao cũng không thể để lão phu nhân biết Dương Bách Xuyên xảy ra chuyện được. Nghĩ một hồi, Phương Mãnh quyết định đi tìm Triệu Nam, bởi vì Triệu Nam mới là người đã đính hôn với Dương Bách Xuyên, chuyện lớn như vậy trước tiên phải tìm cô để quyết định. Cũng may thời gian trước, Triệu Nam đi theo Lục Tuyết Hy Lục Hộ Pháp, cộng thêm Viên Kim Phượng, còn có Tô Cẩn từ đảo Hồng Kông đều trở về Vân Môn. Lúc tìm được Triệu Nam, cô đang nói chuyện, phơi nắng cùng lão phu nhân, trong lòng Phương Mãnh vô cùng lo âu, nhưng ở trước mặt lão phu nhân, toàn bộ Vân Môn đều cung kính, không dám biểu lộ ra ngoài. Phương Mãnh đi tới nói mấy câu với bà nội của Dương Bách Xuyên, sau đó nhìn về phía Triệu Nam, cô Triệu, cô có thời gian không? Giúp tôi xử lý một chút dược liệu. Triệu Nam nghe vậy thì giật mình, cô biết đạo trưởng Phương đang luyện đan dược cho Vân Môn, nhưng dược liệu trong tay ông chưa bao giờ để người khác chạm vào, hôm nay hiếm khi lại để cô đi hỗ trợ sắp xếp dược liệu. Chuyện này hết sức kỳ quái, cô nhìn sang sắc mặt của đạo trưởng Phương, mặc dù đang cười nhưng lại rất miễn cưỡng, sâu trong ánh mắt còn chứa đầy sốt ruột và lo lắng không yên. Triệu Nam thông minh như vậy, sao lại không nhìn ra đạo trưởng Phương đang có chuyện? Chỉ là trước mặt bà nội nên ông không tiện nói. Nam Nam mau đi giúp đạo trưởng Phương đi, một lát nữa là bà nội ổn rồi, gần đây tâm trạng cứ ngẩn ngơ, hôm nay đột nhiên lại cảm thấy đau ngực, sức khỏe người già càng ngày càng kém rồi, bà nội chỉ mong con và nhóc Xuyên mau chóng kết hôn rồi sinh cho nội một đứa chắt trai. Bà nội nằm trên ghế xích đu vừa cười vừa nói. Triệu Nam nghe bà nội nói vậy, mặt cô đỏ lên, cô gọi vào trong phòng, Khưu Vân, nhanh ra đây chăm sóc bà nội. Đến đây, Khưu Vân chạy từ phòng khách ra. Bà nội, cháu đi cùng đạo trưởng Phương, lát nữa cháu sẽ qua đây thăm bà. Đi đi, đi đi, không cần thăm bà đâu. Sau đó, Triệu Nam đi cùng đạo trưởng Phương tới sân sau. Đạo trưởng Phương có chuyện gì sao? Lúc này Triệu Nam nhìn gương mặt đạo trưởng Phương không có một tia ý cười nào, sắc mặt tái xanh. Cô Triệu, môn chủ anh ấy xảy ra chuyện rồi, đạo trưởng Phương lắp bắp nói. Triệu Nam nghe vậy liền run lên, hôm nay bà nội nói trằn trọc, trong lòng cô cũng cảm thấy khó chịu, luôn cảm thấy có chuyện sắp xảy ra, bây giờ nghe đạo trưởng Phương nói như vậy, không ngờ Dương Bách Xuyên xảy ra chuyện, điều này làm cô càng căng thẳng. Triệu Nam vội vàng hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao ông biết Dương Bách Xuyên xảy ra chuyện rồi? Là đàm chủ thần Long Đàm Ngô Nam đã gọi điện tới thông báo cho tôi biết, nói môn chủ ở đảo Hồng Kông. Sau đó đạo trưởng Phương kể lại toàn bộ những gì Ngô Nam đã nói với ông. Không thể nào không, Dương Bách Xuyên tài giỏi như vậy, .sao lại, anh ấy nhất định vẫn còn sống, tôi phải đi tìm anh ấy. Nói xong, cơ thể Triệu Nam run lên, cô hoa mắt chóng mặt, suýt chút nữa đã ngã quỵ xuống đất. May mà đạo trưởng Phương nhanh chóng đỡ cô ngồi xuống ghế đá trong viện. Sao có thể như vậy được, anh ấy sẽ không. Triệu Nam hoảng hốt tự lẩm bẩm. Nước không tự chủ được mà rơi xuống. Cô Triệu, cô không được khóc, nếu không bà cụ nghe được sẽ lo lắng, việc cấp bách là chúng ta cần phải bàn bạc một chút, đi tới Hồng Kông, tốt nhất là nên bàn bạc cùng Lục Hộ Pháp và các đại trưởng lão. Đạo trưởng Phương nói, đúng, tôi đi tìm bọn họ. Triệu Nam biết lúc này cô không được hoảng loạn, sau khi cố gắng trấn tĩnh lại, cô đi tìm Lục Tuyết Hy. Lúc này, Lục Tuyết Hy đang truyền thụ cho Tô Cẩn, Viên Kim Phượng và U Dương Ngọc Thanh ở trong mật thất. Khi Triệu Nam đi tới mật thất, cô đã bình tĩnh lại rất nhiều, cô nghĩ tới một loạt các câu hỏi, cô biết Dương Bách Xuyên mới là Vân Môn, là trụ cột tinh thần của tất cả mọi người, nếu như anh thật sự, có chuyện gì bất chắc, vậy Vân Môn là tâm huyết của anh ấy, mọi người ở Vân Môn đều là những người quan trọng với anh ấy, Vân Môn tuyệt đối không thể loạn được. Chuyện này vẫn chưa thể công khai ngoài. Vì thế, khi bước vào mật thất, sau khi cô nhìn thấy Lục Tuyết Hy, Triệu Nam đã bình tĩnh lại. Cô nhìn mấy người Viên Kim Phượng, cuối cùng đưa mắt về phía Tô Cẩn, cô nói, nhóc Tô, Khưu Cẩn tìm em có việc, em mau qua đó đi. Tô Cẩn dạ một tiếng, cô xoay người đi ra khỏi mật thất, cô nhóc cũng không hỏi nhiều, càng không có gan để hỏi, ở Vân Môn mấy ngày,
Đương nhiên cô biết thân phận của Triệu Nam, đây là chính cung của Dương Bách Xuyên. Lúc này, Lục Tuyết Hy không nói gì, nhưng cô lại cau mày nhìn Triệu Nam. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lục Tuyết Hy nhíu mày không phải bởi vì Triệu Nam cắt ngang việc cô ta dạy dỗ mấy người tu luyện, lại càng không phải bởi vì Triệu Nam cố ý đuổi Tô Cẩn, mà là bởi vì phát hiện Triệu Nam vừa đến, ánh mắt cô ấy đỏ hoe rõ ràng là vừa mới khóc, Lục Tuyết Hy biết nhất định là xảy ra chuyện gì rồi. Sở dĩ Triệu Nam đuổi Tô Cẩn, đương nhiên là có lý do của cô ấy, bởi vì Tô Cẩn không phải người phụ nữ của Dương Bách Xuyên, hơn nữa đến từ đảo Hồng Kông, nơi Dương Bách Xuyên gặp chuyện không may. Điều này khiến cô ấy vô thức trở nên cảnh giác và có định ý với đảo Hồng Kông. Về phần hai người Viên Kim Phượng và U Dương Ngọc Thanh, cô ấy sao có thể không nhận ra họ là người phụ nữ của Dương Bách Xuyên, bởi vì trên cổ hai người đều có đeo dây chuyền ngọc bích mà Dương Bách Xuyên đích thân điêu khắc. Phụ nữ ở cả vân môn này, có thể đeo dây chuyền ngọc bích, ngoại trừ em gái của Dương Bách Xuyên Dương San San, cũng chỉ có người phụ nữ của Dương Bách Xuyên mới có. Trong tiềm thức Triệu Nam liền cho ra chỉ cần đeo dây chuyền đều là người phụ nữ của Dương Bách Xuyên. Nam Nam, có phải xảy ra chuyện gì không? Lục Tuyết Hy cất tiếng hỏi. Hai mắt Triệu Nam đỏ lên, nhìn ba người gật đầu, sau đó kể lại tin tức của Dương Bách Xuyên. U Dương Ngọc Thanh và Viên Kim Phượng lập tức che miệng bật khóc. Triệu Nam lạnh mặt liếc nhìn Viên Kim Phượng một cái, cuối cùng lạnh lùng nói, không được khóc, còn nữa, tôi nói các cô biết, chuyện này không được để bà nội biết. Càng không được nói với ai khác, nếu không phải thấy các cô cũng đều là. Bỏ đi, tóm lại Vân Môn là tâm huyết của Bách Xuyên, sau này chúng ta phải đoàn kết, không thể để Vân Môn xảy ra chuyện gì, nhiệm vụ lớn nhất của hai người trong khoảng thời gian này chính là chăm sóc cho bà nội thật tốt. U Dương Ngọc Thanh hai mắt đỏ hoe đồng ý, Viên Kim Phượng cả người run rẩy, nhất thời cảm thấy tự trách, nghĩ bản thân mình quả thật là sao chổi mà. Lúc này Viên Kim Phượng thầm nghĩ trong lòng. Dương Bách Xuyên vì cô ấy mới đi đảo Hồng Kông, nếu không phải vì cô ấy, Dương Bách Xuyên sẽ không đến đó, lại càng không xảy ra chuyện. Viên Kim Phượng vừa mới thoát khỏi bóng ma quá phụ đen triệt để trở lại trạng thái ban đầu, trước nay cô ấy luôn cho rằng bản thân là một người xui xẻo, khắc chết hai người chồng, tuy rằng vẫn chưa kết hôn với Dương Bách Xuyên, nhưng cũng đã ăn ở như vợ chồng, bây giờ cô ấy càng nghĩ rằng Dương Bách Xuyên cũng là do cô ấy khắc chết. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Triệu Nam, trong lòng Viên Kim Phượng run rẩy, nếu có thể, cô ấy hy vọng người chết chính là cô ấy. Chị U Dương, hai người đi chăm sóc bà nội đi, cả ngày hôm nay bà ấy không được khỏe, nhân tiện tìm Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ đến đây cho tôi. Triệu Nam lập tức nói với U Dương Ngọc Thanh, lúc này cô ấy biết Dương Bách Xuyên không ở đây, thân là chủ mẫu của Vân Môn, cô ấy càng phải giữ bình tĩnh, càng phải kiên cường. Chúng tôi sẽ, cứ giao bà nội cho chúng tôi, đúng rồi. Có muốn thông báo với San San một tiếng không? Trước khi rời đi, Âu Dương Ngọc Thanh hỏi một câu. Không được, tuyệt đối không thể để San San biết, con bé đang học ở Cố Đô, không thể để ảnh hưởng đến nó được. Hơn nữa San San biết rồi cũng không giúp ích được gì. Được rồi, mọi người đi chăm sóc bà nội đi, tôi và hộ pháp Lục sẽ sắp xếp. Triệu Nam lúc này giống như đang thể hiện khả năng quản lý công ty của cô ấy vậy, một vị chủ tịch bá đạo. Trên thực tế, quản lý tông môn cũng giống như quản lý công ty, điểm khác đó là thân phận của mọi người đều là người tu chân, nhưng phương thức hoạt động thì giống nhau. Đợi U Dương Ngọc Thanh và Viên Kim Phượng rời khỏi đó, Lục Tuyết Hy nhướng mày, đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy vẻ mặt uy nghiêm này của Triệu Nam, nhưng cũng hiểu rằng lúc này Vân Môn cần một người như cô ấy. Triệu Nam vừa đến liền đuổi Tô Cẩn, sau đó lại dùng ánh mắt lạnh như bằng nhìn Viên Kim Phượng, cô ta càng hiểu rõ tâm trạng của Triệu Nam. Bởi vì lần này Dương Bách Xuyên đến đảo Hồng Kông là vì Viên Kim Phượng. Trong mắt Lục Tuyết Hy, Triệu Nam có thể kiềm chế bản thân không chút giận lên người Viên Kim Phượng đúng là hiếm thấy. Sau khi ở chung với Triệu Nam ở Cố Đô một thời gian, quan hệ của hai người coi như không tệ, cũng biết ít nhiều về tính cách của cô ấy. Sau khi U Dương Ngọc Thanh và Viên Kim Phượng rời khỏi đó, Lục Tuyết Hy nhìn Triệu Nam, trực tiếp nói, em cũng đừng lo lắng, tiên sinh rất giỏi. Chị tin ngài ấy sẽ không chết, em cũng nhất định phải tin ngài ấy. Không biết vì sao khi Triệu Nam nghe thấy những lời này, rõ ràng biết là an ủi, nhưng lại yên tâm hơn nhiều, hít sâu một hơi nói, dù thế nào đi nữa, nếu Triệu Nam em đã chọn anh ấy, sinh ra là người của anh ấy, chết cũng là ma của nhà họ Dương, Vân Môn chính là chiếc ô bảo vệ mà anh ấy một tay tạo ra để che chở người thân bạn bè, em nhất định sẽ không để Vân Môn xảy ra chuyện gì đâu.
Hộ pháp Lục, em quyết định sẽ đến đảo Hồng Kông xem thế nào, dựa vào lời của Ngô Nam, anh ấy nhất định đã bị ai đó sát hại, cho dù là vì tìm anh ấy hay vì báo thù cho anh ấy, nhất định phải đến đảo Hồng Kông, nhưng tu vi tôi thấp, mong hộ pháp Lục đi cùng em. Nói xong, cúi đầu hành lễ với Lục Tuyết Hy, trước kia Triệu Nam đối với Lục Tuyết Hy đều gọi là chị, đây là lần đầu tiên trịnh trọng dùng chức vụ vân môn của cô ta. Lục Tuyết Hy còn chưa nói gì, nhưng thân thể bị em gái Lục Phú Thư điều khiển, Lục Phú Thư vội vàng đỡ Triệu Nam dậy, nói, em gái Triệu Nam, em đừng làm như vậy, tiên sinh là môn chủ của chị em tôi, nếu chị em tôi đã trở thành hộ pháp của môn chủ, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn, tiên sinh chính là chuyện của chị em tôi, nói thế nào chị im tôi cũng là người hầu của tiên sinh, em là vợ của tiên sinh, là chủ mẫu của vân môn, chuyện đảo Hồng Kông, chị em tôi nghe theo phân phó của chủ mẫu. Lục Tuyết Hy lập tức tiếp lời, lời của em ấy cũng là ý của chị, em gái Nam Nam đừng như thế. Cảm ơn chị Lục Triệu Nam gọi một tiếng chị, lại nhìn Lục Tuyết Hy hỏi, hành trình đi đảo Hồng Kông lần này, chị nghĩ có nên gọi Vô Tình không? Lục Tuyết Hy suy nghĩ một lúc rồi nói, Độc Cô Vô Tình tỏa trấn Cố Đô, không nên đi, chị thấy nên để Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ đến Cố Đô trước, âm thầm bảo vệ San San, để Ngô Mặc Thu cùng đi đảo Hồng Kông với chúng ta đi. Trước mắt trong vân môn của chúng ta, xét về tu vi thì Ngô Mặc Thu chính là cao thủ trúc cơ 7 tầng, chị và Độc Cô Vô Tình đều là trúc cơ 4 tầng, tu vi của những người khác cũng không cao, đi ngược lại càng không ổn, chuyện này cũng không nên công khai. Kể từ sau khi Lục Tuyết Hy cùng Dương Bách Xuyên cứu Lưu Thích Kỳ, Dương Bách Xuyên liền cho cô ta một viên tam chuyển kim đan, để cô ta nhảy ba cảnh giới đạt tới trúc cơ 4 tầng. Triệu Nam nghe Lục Tuyết Hy nói xong, cũng gật đầu nói. Vậy đợi Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ đến đây, em sẽ bảo bọn họ đến Cố Đô thay Ngô Mặc Thu. Nếu thật sự không được nữa, có thể nhờ đại trưởng lão ra tay Lục Tuyết Nghi đề nghị. Không được, đại trưởng lão phải tỏa trấn vân môn không thể thiếu đại trưởng lão, ba chúng ta đi đảo Hồng Kông trước đi. Triệu Nam quyết đoán từ chối. Cũng đúng, bất quá vẫn còn Võ Đăng có thể xin giúp đỡ, đừng quên tiên sinh vẫn là sư tổ của Võ Đăng có nhiều tiên thiên. Chị nghĩ nhờ Võ Đăng ra tay, hành trình đến đảo Hồng Kông của chúng ta, cho dù là báo thù cho tiên sinh thì vẫn sẽ nắm chắc hơn nữa. Lục Tuyết Hy nhắc tới Võ Đăng. Cái này, có thể nhờ sao? Triệu Nam hơi động lòng, tông môn Võ Đăng từ xưa cô ấy đương nhiên có nghe nói qua, cũng biết Dương Bách Xuyên có quan hệ không tệ với Võ Đăng. Thử xem, nếu không thử sao biết được? Lục Tuyết Hy nói. Được, vậy em bảo Phương Đạo trưởng liên hệ với Thần Long Đàm. Để Thần Long Đàm liên hệ Võ Đăng nói rõ tình huống. Triệu Nam quyết định dứt khoát. Lúc này Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ đi đến, hành lễ với Triệu Nam Lục Tuyết Hy, tham kiến chủ mẫu, không biết chủ mẫu cho gọi có việc gì. Ba người Kiều Phúc vẫn xem như là người hầu của nhà họ Dương, cho nên đối với Triệu Nam cũng gọi một tiếng chủ mẫu. Kiều quản gia, chị Mặc Hạ, tôi muốn để hai người đến Cố Đô, đổi người với Thu Nhi, hai người ở lại âm thầm bảo vệ San San. Để Thu Nhi trở về, có việc gấp. Triệu Nam cũng không nhiều lời với bọn họ, nói thẳng mục đích. Không thành vấn đề, chúng tôi sẽ đi ngay. Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ cũng không hỏi nhiều, liền hóa thành một làn khói rời đi. Thủ đoạn của quỷ tu phi hành xuất quỷ nhập thần, điểm này đến cả Dương Bách Xuyên cũng phải ngưỡng mộ. Sau đó Triệu Nam và Lục Tuyết Hy lại thảo luận đối sách một hồi, đi tìm Phương Đạo trưởng nhờ Ngô Nam liên hệ với Võ Đăng xin giúp đỡ. Sau khi mọi việc xong xuôi, Triệu Nam đến ngọn núi chính trong thôn, bước cuối cùng, cô ấy muốn đến thăm Tử Tiên lão đầu. Bởi vì cô ấy biết, nếu tin tức Dương Bách Xuyên xảy ra chuyện ở đảo Hồng Kông truyền ra ngoài, tất sẽ có một vài thế lực lợi dụng sơ hở, mà Tử Tiên lão đầu, là đại trưởng lão trên danh nghĩa của Vân Môn, chính là ô dù cho người trong cả Vân Môn. Sau khi lên núi, vẫn trên tảng đá đó, Tử Tiên lão đầu nằm phía trên, chân bắt chéo, trong tay cầm bầu rượu. Nhàn nhã ngâm nga một bài hát. Xa xa Triệu Nam đã nghe thấy tiếng Tử Tiên lão đầu. La 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 la. Đối với vị trưởng lão thần bí khó lường này, Triệu Nam không dám có chút bất kính, cung kính đứng bên dưới tảng đá nói, Triệu Nam bái kiến đại trưởng lão. Cô nhóc à, cô không tồi, cứ yên tâm đi, lúc thằng nhóc Tử Vân của lão phu đi, đã cho lão phu rất nhiều, đủ uống một trận. Về phía vân môn, lão phu hứa với cô một câu. Chỉ cần lão phu chưa chết, vân môn sẽ tồn tại. Nói cách khác, dù nhóc Xuyên có thật sự xảy ra chuyện gì, lão phu cũng vẫn sẽ bảo vệ vân môn 10 năm.
Tửu Tiên lão đầu vẫn nằm trên tảng đá lớn, đôi mắt nhìn chằm chằm không trung, không quay qua nhìn Triệu Nam. Mà sau khi Triệu Nam nghe thấy vậy thì đã sốc cực kỳ. Cô ấy còn chưa nói ra hết những gì cô muốn nói, đại trưởng lão đã hứa hẹn với cô ấy luôn rồi. Ông ta quả đúng là bí ẩn và khó đoán như lời Dương Bách Xuyên đã nói, hơn nữa đại trưởng lão cũng không điên khùng giống như lời đồn. Ông ta có thể nói ra mấy lời trọng tình trọng nghĩa như vậy thì điên khùng chỗ nào được cơ chứ? Triệu Nam thực sự cảm thấy thần kỳ, phản ứng đầu tiên của cô ấy chính là đại trưởng lão có khả năng dự đoán tương lai. Nhưng sau khi nghĩ lại cô ấy lại thấy thoải mái hẳn ra. Bản thân cô ấy bây giờ cũng là tu vi trúc cơ tầng 1, đương nhiên là có tồn tại tri thức và linh thức trong cơ thể rồi. Cô ấy lại nhớ đến tu vi của đại trưởng lão cực kỳ thâm hậu, toàn bộ vân môn đều bị bao phủ trong linh thức hoặc là nói tinh thần lực của ông ta, nên nếu ông ta muốn biết vân môn đã xảy ra chuyện gì đúng là không hề khó chút nào. Điều này khiến cho Triệu Nam cảm thấy như đang bị người nhìn trộm. Lẽ ra trong lòng cô ấy phải thấy không thoải mái mới đúng, nhưng giờ phút này Triệu Nam lại không hề có chút bất mãn nào đối với Tửu Tiên lão đầu. Đừng nói đến việc tinh thần lực của ông ta bao trùm giám sát toàn bộ vân môn, cho dù ông ta có đang nhìn trộm thật thì cũng chẳng sao hết. Bởi vì điều này ở trong mắt Triệu Nam, thay vì nói Tửu Tiên đại trưởng lão đang giám sát vân môn thì chẳng bằng nói là ông ta đang bảo vệ họ. Cho nên cô ấy lại cảm thấy biết ơn trong lòng. Nghe thấy ông ta lười biếng nói mấy câu nhưng mỗi câu lại là một lời hứa hẹn, giờ phút này Triệu Nam mới hiểu được lý do vì sao mà lúc trước Dương Bách Xuyên lại hầu hạ đại trưởng lão giống như hầu hạ tổ tông vậy. Không phải chỉ là do anh không đánh lại được đại trưởng lão, mà khả năng cao chính là để khi vân môn rơi vào tình thế nguy cấp, Tửu Tiên đại trưởng lão có thể đứng ra che chở. Hiện tại, từng câu từng chữ của đại trưởng lão đều mang hàm ý hứa hẹn, có được một câu cuối cùng của ông ta sẽ bảo vệ vân môn 10 năm. Cũng đã đủ rồi. 10 năm sau, Triệu Nam tin rằng vân môn chắc chắn sẽ phát triển thành một tông môn lớn mạnh có thể sánh ngang với những tông môn cổ xưa đó. Bách Xuyên, công sức anh bỏ ra cho đại trưởng lão hôm nay đã được đền đáp xứng đáng rồi. Triệu Nam thầm tự nhủ trong lòng, cô ấy cố nén không cho bản thân nghĩ đến việc Dương Bách Xuyên xảy ra chuyện, ngăn không cho bản thân mình rơi lệ. Ngay sau đó cô ấy cúi đầu thật sâu trước Tửu Tiên lão đầu, nói cảm ơn đại trưởng lão. Triệu Nam xin quay về trước. Không nói thêm những lời dư thừa, sau khi Triệu Nam hành lễ cảm ơn Tửu Tiên đại trưởng lão, cô ấy lập tức xoay người bước đi. Phía sau lại vang lên giọng nói khoan thai của Tửu Tiên lão đầu, cô nhóc, cô là một người may mắn, nhóc Xuyên còn là người có phúc lớn nữa cơ, đừng quá lo lắng. Ngược lại thì chính cô nhớ phải cẩn thận khi ra ngoài, gặp chuyện gì cũng phải nhớ cẩn thận hết sức đấy. Trước đó lúc ở nhà, Lục Tuyết Hy đã biết được thông qua điện thoại với Độc Cô Vô Tình rằng buổi sáng khi cô đi cùng Lưu Tích Kỳ đến đảo Hồng Kông, cô và Lưu Tích Kỳ biết được chuyện của Dương Bách Xuyên ở đảo Hồng Kông. Bây giờ bọn họ đang chờ mọi người đi qua tụ họp. Sau khi đến sân bay Cố Đô, võ đang được dẫn đầu bởi ba người Thiên Tuyệt, Minh Giác, Trần Phong Tử cùng với năm võ cổ giả tiên thiên tầng 5 đang chờ ở đó. Sau khi hai bên gặp mặt và giới thiệu làm quen nhau xong, bọn họ cùng lên máy bay riêng đến thẳng đảo Hồng Kông. Sắp xếp máy bay riêng chỉ là chuyện nhỏ đối với tông môn cổ xưa lại có tập đoàn tài chính ở thế tục như Võ Đang. Khi trợ giúp bọn họ, Võ Đang đã phái toàn cao thủ đến, xem như không tệ. Đương nhiên dưới góc nhìn của ba người Thiên Tuyệt, Dương Bách Xuyên có ơn với Võ Đang, chưa kể bọn họ còn công nhận Dương Bách Xuyên là sư tổ của Võ Đang nữa. Bây giờ Dương Bách Xuyên xảy ra chuyện, với tư cách là tông môn cổ xưa Võ Đang, về công về tư họ đều sẽ không ngồi yên không quan tâm. Chỉ tiếc rằng Lão Túc không thể tới cấm địa Võ Đang, nếu không hành trình đảo Hồng Kông lần này bọn họ sẽ có một nguồn lực hùng mạnh. Việc Võ Đang rời núi thu hút sự chú ý của những tông môn khác của giới võ cổ, thiên hạ không có tường nào không lọt gió, hơn nữa Võ Đang lại đi thẳng đến đảo Hồng Kông. Sau khi nghe ngóng được tin, rất nhiều thế lực mới biết rằng Dương Bách Xuyên xảy ra chuyện. Lúc đó đã có đủ loại thông tin lưu truyền trong giới võ cổ. Tên điên Dương chém giết 15 tiên thiên bị người ta ám sát ở đảo Hồng Kông. Dương Bách Xuyên bị nổ chết ở đảo Hồng Kông. Tên điên Dương bị chôn ở hầm mỏ bỏ hoang sâu mấy nghìn mét. Tin đồn nào cũng có. Tên của Dương Bách Xuyên vang dội trong giới võ cổ một lần. Lần này ngay cả một vài gia tộc cũng nghe được chút tiếng gió. Tại miền Nam Trung Quốc, trong gia tộc Đoan Mộc. Nghe được tin Dương Bách Xuyên chết ở đảo Hồng Kông, Đoan Mộc Hành Thiên ném chén trà trong tay nát bấy.
Người đâu, tất cả đệ tử có ám kình từ tầng 5 trở lên của gia tộc Đoan Mộc đi theo ta đến đảo Hồng Kông. Nhà họ Hồng, lão phu không đội trời chung với các người. Nếu xét ra thì Đoan Mộc Hành Thiên nắm bắt thông tin rất rõ. Tin ông ấy có là ở đảo Hồng Kông, Dương Bách Xuyên chỉ từng có xung đột với nhà họ Hồng, cho nên mới nhắm thẳng mũi dùi về phía nhà họ Hồng. Đến ngày hôm nay, gia tộc Đoan Mộc đã có ba tiên thiên nhờ vào đan dược Dương Bách Xuyên tặng lúc chia tay ở cuối đại hội võ cổ. Đoan Mộc Hành Thiên đã đạt tới tiên thiên tầng 3. Đoan Mộc Hành Thiên vô cùng yêu quý đứa cháu ngoại là Dương Bách Xuyên. Con gái ông ấy đã chết rồi, trước kia ông ấy có lỗi với con gái mình, vất vả lắm đứa cháu ngoại là Dương Bách Xuyên mới xuất hiện, thế mà lại bị nhà họ Hồng ám toán ư. Cho nên Đoan Mộc Hành Thiên mới điên lên mang hết nguồn lực của gia tộc Đoan Mộc đi đến đảo Hồng Kông. Ông ấy nghĩ rằng chuyện của cháu ngoại Dương Bách Xuyên chắc chắn có liên quan đến nhà họ Hồng. Cho dù không đánh lại nhà họ Hồng, ông cũng muốn đi đánh một trận. Đoan Mộc Hành Thiên không hối hận khi hy sinh vì tình thân. Trong lúc này, có rất nhiều thế lực đang nhìn chằm chằm vào đảo Hồng Kông. Trong đó còn có cả một nhánh tán tu. Dương Bách Xuyên thu nhận tán tu, Phong Thiên Nhai cũng được tiếng gió nên đã vội vã chạy về đảo Hồng Kông. Anh ta vốn đang liên lạc với tán tu khắp nơi gia nhập Vân Môn. Trước khi đi Dương Bách Xuyên còn đưa cho anh ta hai bình bồi nguyên đan và tụ khí đan để lấy lòng các tán tu gia nhập Vân Môn. Nhưng lại không ngờ rằng khi mười mấy võ cổ giả tiên thiên đang đi với Phong Thiên Nhai và chuẩn bị làm nhóm đầu tiên gia nhập Vân Môn, lại nghe được tin Dương Bách Xuyên bị người ta nổ chết ở đảo Hồng Kông. Phong Thiên Nhai hốt hoảng vội vàng mang theo 12 võ cổ giả tiên thiên về đảo Hồng Kông, anh ta muốn biết thực hư chuyện thế nào. Trên đảo Hồng Kông đang hội tụ một lượng lớn võ cổ giả, đồng thời cũng làm Hồng Huyền Thiên bất an hẳn. Đảo Hồng Kông có một bầu không khí như gió giật trước lúc bão về sao. Sao nguyên văn là Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu, một câu thơ trích từ bài Lầu Phía Đông Thành Hàm Dương tác giả Hữu Hồn. Câu này có nghĩa là cơn giông trước lúc mưa nguồn, trước khi xảy ra sự việc lớn thường có những biến cố báo hiệu bất thường. Bên ngoài sân bay Hồng Kông, Lưu Tích Kỳ ngồi trong một chiếc xe thương vụ, hút thuốc hết điếu này đến điếu khác. Trong xe còn có Độc Cô Vô Tình, hai mắt vô hồn nhìn chân trời ngoài cửa sổ. Đàm Miêu cầm một tập tài liệu, nói với Lưu Tích Kỳ và Độc Cô Vô Tình, bây giờ có thể khẳng định Dương Tiên Sinh bị người nhà họ Hồng hãm hại. Lần này chúng tôi dùng đến đường dây tình báo khẩn cấp, đã tìm thấy chứng cứ trực tiếp. Ông ba và ông bảy nhà họ Hồng đã sử dụng một tấn thuốc nổ ích. Đàm Miêu vừa dứt lời, cửa xe bị mở ra, một chàng trai nói với anh ta, báo cáo sếp, người đã xuống máy bay. Lưu Tích Kỳ ném đầu lọc ra ngoài cửa sổ, cất giọng khàn khàn nói với Độc Cô Vô Tình, chúng ta đi đón nhóm hộ pháp lục trước rồi tính tiếp. Sau đó mấy người xuống xe, bọn họ và đám Triệu Nam đã liên lạc qua điện thoại, chờ ở sân bay. Hai bên gặp nhau, Triệu Nam giới thiệu qua những người của võ đang cho đám Lưu Tích Kỳ. Đoàn người lên xe, trên xe, Đàm Miêu thuật lại kết quả điều tra cho bọn họ, xác định là nhà họ Hồng gây ra. Mắt Triệu Nam đỏ hoe, cô ấy bật khóc, Đàm tiên sinh, việc dọn dẹp hầm mỏ ở đảo hoang thế nào rồi? Đàm Miêu trả lời, đã dọn dẹp một ngày một đêm, có lẽ nhanh nhất cũng phải chiều mai mới xong. Chúng ta đến thẳng đảo hoang đi. Triệu Nam nhìn mọi người, đưa ra lời đề nghị. Không ai phản đối, mọi người đều thống nhất ý kiến về chuyện của Dương Bách Xuyên, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Sau đó, mọi người đến thẳng hầm mỏ trên đảo hoang. Cùng ngày, phòng khách nhà họ Hồng chìm trong không khí nặng nề. Bảy người con trai của Hồng Huyền Thiên và trường cốc của M. Nguyệt Môn tập trung trong phòng. Ông ba nhà họ Hồng lên tiếng, thưa ba, mấy ngày nay sự tình không ổn, chúng ta nhận được tin mấy người phụ nữ Vân Môn bên nội địa và người của tông môn lâu đời võ đang, trong đó có cả bóng dáng thần long đàm thuộc chính phủ, tất cả đều tới Hồng Kông rồi. Ngoài ra, người có quan hệ với Dương Bách Xuyên và gia tộc Đoan Mộc ở Nam Quốc cũng đã tới Hồng Kông. Những người này không có ý tốt, ba con chú Bảy và Dương Bách Xuyên từng có mâu thuẫn, chuyện này điều tra là biết. Con thấy nhà họ Hồng chúng ta không thể không đề phòng, những người này sẽ gây sự với nhà họ Hồng chúng ta. Hồng Huyền Thiên nghe xong cũng hơi rén. Mặc dù nhà họ Hồng là gia tộc lớn nhất Hồng Kông, hơn nữa bảy người con trai của lão ta đều là tiên thiên, nhà họ Hồng còn có một ông cụ tiên thiên tầng 9, theo lý thì bọn họ không cần sợ. Nhưng có thêm Võ Đăng thì tình hình lại khác. Võ Đăng là tông môn lâu đời ngang ngửa M. Nguyệt Môn, những gia tộc cổ xưa này có gốc rễ sâu hơn bọn họ.
vì vậy Hồng Huyền Thiên không nắm chắc. Lão ta nhìn Trường Cốc và nói, anh Trường Cốc à, xem ra võ đang muốn nhúng tay. Tôi xin nhờ anh Trường Cốc liên hệ với M. Nguyệt Môn. Chẳng may võ đang, phân môn của Dương Bách Xuyên và gia tộc Đoan Mộc ở Nam Quốc cùng gây sự với nhà họ Hồng chúng tôi, thì chúng tôi không chống đỡ được. Ha ha, anh Huyền Thiên cứ yên tâm, tôi đã liên hệ với sư môn rồi, tin rằng chiều nay các vị sư huynh sư thúc M. Nguyệt Môn sẽ tới. Có điều anh Huyền Thiên không cần lo lắng, võ đang hiện giờ không phải là võ đang ngày xưa. Từ sau khi trưởng giáo võ đang bế quan, thực lực tổng hợp của võ đang đã yếu đi nhiều, trở thành tông môn hạng chót trong 8 tông môn lớn nhất Trung Quốc. Nghe nói người có tu vi cao nhất ở võ đang mới là tiên thiên tầng 7. Còn đám đàn bà phía sau Dương Bách Xuyên thì càng không cần quan tâm. Vân môn mới thành lập bao lâu, đoán chừng chẳng có mấy tiên thiên ấy chứ. Gia tộc Đoan Mộc ở Nam Quốc chỉ là một gia tộc lâu đời tịch mịch, sao có thể so với nhà họ Hồng các anh. Nói thật là nhà họ Hồng có ông cụ nhà anh và Huyền Thiên anh. Một người là tiên thiên tầng 9, một người là tiên thiên tầng 8, cộng với 7 đứa con trai cảnh giới thấp nhất cũng là tiên thiên tầng 3. Như vậy nhà họ Hồng ngang tầm tông môn lâu đời rồi đấy. Huống chi nhà họ Hồng còn có M. Nguyệt Môn chúng tôi là đồng minh, anh Huyền Thiên không cần lo lắng. Ngoài ra còn có một điểm nữa, nếu người Vân Môn thật sự dám đến nhà họ Hồng gây chuyện, anh Huyền Thiên có thể gửi thiệp mời Thần Tông và Thanh Thành đến nhà họ Hồng làm khách. Trường Cốc nói xong. Hai mắt Hồng Huyền Thiên chợt sáng ngời. Mặc dù Trường Cốc không nói thẳng ra, nhưng Hồng Huyền Thiên đã đoán được dụng ý của đối phương. Thần Tông và Thanh Thành là kẻ thù không đội trời chung của Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên đã giết tổng cộng 15 tiên thiên của hai tông môn Thần Tông và Thanh Thành, thù này không nhỏ. Hai tông e ngại Vân Môn có một lão quái vật chấn giữ nên không đi tìm Dương Bách Xuyên báo thù. Nhưng bây giờ Dương Bách Xuyên đã bị nổ chết. Mấy người phụ nữ của anh đều đến Hồng Kông, mà lão quái vật của Vân Môn không tới. Chắc hẳn Thần Tông và Thanh Thành đều sẵn lòng dùng danh nghĩa nhà họ Hồng giết người Vân Môn đúng không? Nghĩ tới đây, Hồng Huyền Thiên đã có ý tưởng. Lão ta cất lời, thằng ba à, người của Thần Tông và Thanh Thành đã tới Hồng Kông chưa? Thưa ba, trong mấy ngày qua hầu hết các thế lực lớn đều đã tới Hồng Kông, chắc là Thần Tông và Thanh Thành cũng có người đến. Lập tức đi điều tra. Nếu Thần Tông và Thanh Thành có người đến Hồng Kông thì lấy danh nghĩa nhà họ Hồng mời hai tông đến nhà họ Hồng làm khách. Nhớ là thái độ tốt một chút. Vâng thưa ba, con đi làm ngay. Tạm thời không nói đến mưu kế của Hồng Huyền Thiên. Lúc này, nhóm Triệu Nam đã đến hầm mỏ. Trong tầm mắt có hơn 30 chiếc máy xúc cỡ lớn phân bố xung quanh ngọn núi đổ sập, hăng hái làm việc. Bất kể là Triệu Nam hay mấy người Độc Cô Vô Tình, Ngô Mặc Thu, Lưu Tích Kỳ. Sau khi nhìn thấy ngọn núi đổ sập, mắt ai nấy đều đỏ hoe. Tiên sinh ơi, là Thu Nhi vô dụng. Nếu Thu Nhi ở bên cạnh tiên sinh thì Thu Nhi có thể bảo vệ tiên sinh, hu hu. Sau khi biết tin tức về Dương Bách Xuyên, trên đường đi Ngô Mặc Thu không nói một câu, rốt cuộc bây giờ cũng bật khóc. Ngô Mặc Thu vừa khóc lập tức gây ra hiệu ứng dây chuyền. Độc Cô Vô Tình tuôn nước mắt như mưa, cơ thể không ngừng run rẩy, cô cũng luôn cố gắng nhẫn nhịn. Lần này nhìn thấy ngọn núi lớn và mùi thuốc nổ gai mũi vẫn còn nồng nặc trong không khí, Độc Cô Vô Tình không nhịn được nữa, bật khóc nức nở. Theo kết quả điều tra của Đàm Miêu, người nhà họ Hồng đã sử dụng một tấn thuốc nổ có uy lực mạnh ở chợ đen hàng nóng. Vì vậy cô không dám tin Dương Bách Xuyên có thể sống sót. Trong đầu cô lóe lên cảnh tượng lần đầu tiên gặp Dương Bách Xuyên, rồi đến từng cảnh tượng mình bị Dương Bách Xuyên cố ý hoặc vô tình đùa giỡn. À! Độc Cô Vô Tình gào thét vang trời, khóe mắt chảy lệ máu. Triệu Nam không khóc, không rơi một giọt nước mắt, nhưng cơ thể run bần bật, sắc mặt thoát trắng thoát xanh, hai tay siết chặt, móng tay cứa rách ra đâm vào thịt, máu đỏ chảy xuống bùn đất nhưng cô ấy không hề hay biết. Triệu Nam không dám khóc, bởi vì cô ấy biết rằng trong mấy người phụ nữ của Dương Bách Xuyên phải có một người đứng vững, cô ấy không thể gục ngã. Trước khi đến đây, Triệu Nam vẫn ồm ảo tưởng có lẽ Dương Bách Xuyên có thể sống sót. Nhưng sau khi cô ấy nghe kết quả điều tra của Đàm Miêu và chứng kiến tình huống tại hiện trường, niềm hy vọng Dương Bách Xuyên vẫn còn sống đã tan vỡ. Những một tấn thuốc nổ, 100 gram cũng đủ tạo ra một cái hố to 10 mét. Triệu Nam rất khó tưởng tượng Dương Bách Xuyên có thể sống sót, bởi vì cô ấy biết Dương Bách Xuyên cũng chỉ là cảnh giới trúc cơ tầng 7, chưa đạt đến kim đan kỳ. Trúc cơ kỳ rất khó sống sót trong một tấn thuốc nổ. Lục Tuyết Hy là người biết rõ nhất,
Thật ra cô ta cảm thấy đau khổ hơn ai hết, nhưng cô ta chịu trách nhiệm chèo chống tinh thần Vân Môn, không phải không khóc mà là không dám khóc. Lưu Tích Kỳ nhìn ngọn núi hoang tàn, mùi thuốc nổ lấp đầy khoang mũi, đầu óc trống rỗng. Anh ta không ngừng tự thôi miên bản thân, nhóc xuyên chó má, cậu không thể chết. Cậu ra đây, leo ra khỏi bùn đất đi. Hai chúng ta đã nói là cùng nhau gây dựng nên một đế quốc thương nghiệp cơ mà. Mẹ kiếp, không có cậu thì tôi không làm được. Nhóc xuyên à, cậu CMN đang đùa tôi đúng không? Nhất định là như thế. Trước kia cậu đã hứa giúp tôi gây dựng đế quốc thương nghiệp, tên khốn nhà cậu là chủ tịch hội đồng quản trị. Không có chủ tịch hội đồng quản trị là cậu, sao có thể tạo dựng nên một đế quốc thương nghiệp? Cậu nói một ngày nào đó sẽ dẫn tôi tới trời sao biển rộng, tôi CMN ước mơ vẫn chưa trở thành hiện thực, sao cậu có thể chết được? Cậu là quái thai nghìn năm, cậu là tai họa, Diêm Vương không cần cậu đâu. Lưu Tích Kỳ như phát điên, vừa nhìn ngọn núi hoang tàn vừa lẩm bẩm một mình. Tất cả mọi người đều im lặng đứng nhìn mấy chục máy móc đào bới, hy vọng một giây sau Dương Bách Xuyên sẽ chui từ trong đất ra. Trời tối từ lúc nào chẳng hay, nơi đây lại có thêm một nhóm người. Là Đoan Mộc Hành Thiên chạy tới. Ông ấy đi một mạch tới đảo hoang nơi Dương Bách Xuyên gặp nạn, dẫn theo tất cả các đệ tử ám kình tầng 5 trở lên của gia tộc Đoan Mộc, bao gồm cả ông ấy và hai tiên thiên khác. Lần này ông ấy đã mang đến toàn bộ sức mạnh của gia tộc Đoan Mộc. Đàm Miêu biết Đoan Mộc Hành Thiên, giới thiệu cho Triệu Nam biết Đoan Mộc Hành Thiên là ông ngoại của Dương Bách Xuyên. Triệu Nam sốc lại tinh thần chào hỏi ông cụ. Đoan Mộc Hành Thiên tuôn trào nước mắt, nhìn đống phế tích đổ nát khóc như một đứa trẻ. Đám thiên tuyệt phái võ đang ai nấy đều im lặng, đứng chôn chân tại chỗ chờ công cuộc đào bới kết thúc, hay nói chính xác hơn là dập tắt ảo tưởng cuối cùng trong lòng mọi người. Thật ra mọi người đều biết Dương Bách Xuyên không có cơ hội sống sót, nhưng bọn họ không rời đi mà đợi công cuộc đào bới kết thúc, cho lòng mình một đáp án. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, hoàng hôn ngày hôm sau, cả ngọn núi đã dọn dẹp xong, hầm mỏ số 3 không phát hiện được gì, gần như là đã đào 3 tấc đất. Tia hy vọng cuối cùng trong lòng mọi người cũng tan biến. Lúc này trời mưa lất phất, Triệu Nam nhìn bầu trời lẩm bẩm, anh chờ em sẽ đến tìm anh. Sau đó cô ấy nói, Đàm tiên sinh, phiền anh dẫn chúng tôi đến nhà họ Hồng. Mặt cô ấy dính đầy nước, không biết là nước mưa hay nước mắt. Dưới sự dẫn đường của Đàm Miêu, đoàn người đi tới nhà họ Hồng, mục đích chỉ có một, đó là báo thù. Nếu không tìm được Dương Bách Xuyên, vậy chỉ có một kết quả, anh đã bị nổ tan thành cho bụi. Tất cả mọi người đều muốn tiêu diệt nhà họ Hồng. Mỗi người đều nghẹn một trận tức giận, nhắm ngay nhà họ Hồng. Trong mưa phùn, chờ đám người Triệu Nam rời đi, tất cả máy móc cũng lần lượt rút lui, cả hoang đảo trở nên vô cùng yên tĩnh. Đột nhiên, trong lúc nước mưa rơi xuống, có một ánh sáng màu bích lục nhàn nhạt, từ một đống bùn đất nào đó lộ ra, giống như là dưới đống bùn đất, có ánh sáng đèn pin màu xanh biếc. Theo thời gian và nước mưa, một khoảnh khắc nào đó một cái bình thuốc lá giống như bị nước mưa rửa sạch ra, ở trên đảo hoang tối tăm tản ra từng ánh sáng màu lục nhàn nhạt, rất có quy luật lóe lên không ngừng. Chỉ tiếc, lúc này trên đảo hoang không còn người nào, không ai phát hiện, một cái bình thuốc lá nho nhỏ bị nước mưa cuốn ra bùn đất. Trang viên nhà họ Hồng trên đảo Hồng Kông được thắp sáng rực rỡ. Vẻ mặt của Hồng Huyền Thiên ửng đỏ nhìn về phía chén rượu, nói về phía một ông già có mái tóc đã bạc ngồi ở bên cạnh, Hồng Mẫu Kính Đinh huynh Thần Tông, Mộc huynh của Thanh Thành, hoan nghênh hai người đến đây. Gia chủ nhà họ Hồng khách sáo rồi, còn phải cảm ơn gia chủ nhà họ Hồng đã tiếp đãi nồng nhiệt. Người nói chuyện chính là Đinh Đại Bằng của Thần Tông, hắn ta cũng chính là chú ba của Đinh Thiền bị Dương Bách Xuyên giết chết, đương nhiên khi đến đảo Hồng Kông biết tin Dương Bách Xuyên bị nổ chết, càng biết được vợ của Tông chủ Vân Môn đến đảo Hồng Kông, cho nên nói trắng ra Đinh Đại Bằng đến đây là để báo thù và đòi lại vốn. Lúc Đinh Đại Bằng nghĩ, nếu lão quái vật tọa trấn Vân Môn không có xuất hiện ở đảo Hồng Kông, chỉ cần mấy nữ nhân của Dương Bách Xuyên, có một người giết một người, coi như là báo thù cho Tông chủ Thần Tông Đinh Nguyên Thọ và cháu trai Đinh Thiền. Mặt khác, nói không chừng còn có thể lấy được một vài thứ từ trên người Vân Môn. Đạo sĩ của Thanh Thành là một người lão già râu tóc bạc phơ, nhưng lại không có chút khí tức thần tiên nào, ngược lại là một bộ mặt lạnh lùng, hắn gọi là Mộc Hàn Sơn, nâng chén rượu lên nói, Hồng đạo hữu quá khen, chúng ta cùng nhau nâng chén. Không sai, hôm nay khó có cơ hội được hội tụ cùng một chỗ với đạo hữu các ngài. Chúng ta cùng nâng chén đang nói chuyện lại là một ông già của M Nguyệt Môn,
sau lưng nhà họ Hồng là Âm Nguyệt Môn. Sau khi Hồng Huyền Thiên Bảo Trường Cốc liên lạc, người của M Nguyệt Môn sẽ tự tới. Các đạo hữu mời Hồng Huyền Thiên đứng dậy nở nụ cười, hôm nay người của Thần Tông và Thanh Thành thật sự đang ở đảo Hồng Kông, hơn nữa sau khi mời rất nhiệt tình tới, điều này làm cho trong lòng Hồng Huyền Thiên rất vui mừng. Người Thần Tông và Thanh Thành tới đều là nhân vật trưởng lão nhị tông, hơn nữa cảnh giới đều là tiên thiên tầng 8, hai tông cũng mang theo 8 đệ tử môn nhân cấp tiên thiên tầng 5. M Nguyệt Môn tới là một vị sư thúc ở Trường Cốc, hơn nữa tu vi đã là tiên thiên tầng 8 hậu kỳ, còn có 3 vị anh em Trường Cốc, tu vi đều là tiên thiên tầng 7. Hôm nay ở đây cộng thêm người nhà họ Hồng, những võ cổ giả có tu vi tiên thiên đã đạt tới 25 người, có một đội quân mạnh mẽ như vậy. Hồng Huyền Thiên tin tưởng, ai cũng không dám dễ dàng dương oai. Nếu người của Vân Môn và Võ Đang không tới thì thôi, hôm nay chắc chắn nhường bọn họ giết sạch sẽ, bởi vì ở trên địa bàn nhà họ Hồng, hành vi đánh tới cửa, coi như là giết sạch sẽ, cũng chiếm lý. Giờ phút này Hồng Huyền Thiên không sợ hãi. Mà Đinh Đại Bằng của Thần Tông, Mộc Hàn Sơn của Thanh Thành bao gồm cả người của M Nguyệt Môn, mỗi người đều mang ý xấu đến đây. Đến cả nhà họ Hồng đương nhiên cũng đoán được người của Vân Môn quay về đây để báo thù nhà họ Hồng, có thể giúp cho bọn họ có thể mượn danh nghĩa những người này ở nhà họ Hồng giết người Vân Môn, từ đó đạt được lợi ích, ví dụ như đan dược của Vân Môn và chiến kỹ thần tiên vân vân. Thật ra hôm nay những người đến đây, trong lòng đều biết rõ Dương Bách Xuyên chết, là do nhà họ Hồng hạ thủ, chỉ là tất cả mọi người làm bộ như không biết, nương theo mặt của nhà họ Hồng đến vớt chỗ tốt. Dù sao có nhà họ Hồng đại diện chống đỡ, sau này nhớ lão quái vật tỏa trấn ở Vân Môn đến tìm phiền toái, còn có thể từ chối không còn một phen, nói là nhà họ Hồng giết con cháu Vân Môn. Cao thủ đại trưởng lão trong truyền thuyết của Vân Môn, không ai là không sợ. Mà buồn cười nhất chính là Hồng Huyền Thiên còn tưởng rằng người ở đây không biết, nhà họ Hồng bọn họ dùng thuốc nổ giết Dương Bách Xuyên. Điểm này cho dù là người có chút đầu óc đều có thể nghĩ đến. Nhà họ Hồng ở đảo Hồng Kông là người đứng đầu gia tộc võ cổ, chỉ có nhà họ Hồng mới có thể lấy được đủ thuốc nổ để nổ tung một ngọn núi. Huống chi, Dương Bách Xuyên đã từng đụng chạm với cha con Hồng Sĩ, thoáng điều tra là có thể biết. Đại sảnh nhà họ Hồng, rượu ngon, mọi người cười tươi, thật ra đều đang chờ người của Vân Môn và Võ Đang đến nhà họ Hồng gây rối, đến lúc đó mọi người có thể thừa nước đục thả câu. Lúc này con trai thứ ba của Hồng Huyền Thiên đi vào từ bên ngoài đại sảnh, Hồng Lão Tam, sắc mặt khó coi nói cha, Vân Môn và Võ Đang, Nam Quốc Đoan Mộc gia tộc, còn có 12 tán tu tiên thiên, đứng đầu vây quanh nhà họ Hồng chúng ta là 38 tiên thiên. Hồng Huyền Thiên đột nhiên nghe được ước chừng có 38 tiên thiên, ngay lập tức đứng dậy, lão ta thực sự bị hoảng sợ, không ngờ trong đó còn có 12 gã tán tu tiến vào. Chuyện này không ổn. Nhưng mà ngay lập tức nhìn quanh người của ba tông, lão ta có yên tâm một chút, chỉ cần thủ lĩnh ba tông, đều là ba tiên thiên tầng 8 cộng thêm chính lão ta, thì tiên thiên tầng 8 có 4 người, có 4 võ cổ giả tiên thiên tầng 8, nhưng đều là cao thủ, đối phương nhiều người, cũng không nhất định tất cả đều là võ cổ giả tiên thiên tầng 8. Nghĩ tới đây Hồng Huyền Thiên bình tĩnh một chút, lúc này ôm quyền nói, các vị mọi người cũng đã nghe thấy, nhà họ Hồng tôi bị người khi dễ tới cửa. Xin các anh hãy vì tôi mà chủ trì tiến công. Ngoại trừ M Nguyệt Môn, cho dù Hồng Huyền Thiên không mời bọn họ tham chiến thì người của Thần Tông cùng Thanh Thành bọn họ cũng sẽ ra tay giết người, đều ước gì Hồng Huyền Thiên nói lời hỗ trợ như vậy. Ninh Đại Bằng của Thần Tông vỗ bàn khí phách nói, Hồng Huynh yên tâm, Thần Tông tôi nếu đã làm khách ở nhà họ Hồng, thì nhà họ Hồng chính là bạn bè, nhà họ Hồng có việc, Đinh Mỗ và đệ tử Thần Tông đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Không sai. Thanh Thành tôi cũng là khách của nhà họ Hồng, đương nhiên sẽ không nhìn nhà họ Hồng bị khi dễ, lẽ ra phải giúp nhà họ Hồng. Lúc này Mộc Hàn Sơn của Thanh Thành cũng tỏ thái độ. Về phần người của M Nguyệt Môn, cười ha hả nói, vậy thì, Huyền Thiên Huynh chúng ta cùng nhau ra xem một chút, ai dám ở bên ngoài dương oai. Được, làm phiền mọi người, chờ việc này chấm dứt, Hồng Mỗ nguyện ý dâng tặng hậu lễ. Ngay lập tức Hồng Huyền Thiên tự tin 10 phần. Có người của ba tông môn lớn tỏ thái độ, lão ta còn phải sợ cái gì? Lúc này đầu tàu đi trước, đi ra khỏi đại sảnh nhìn về cửa lớn mà bước. Ngoài cửa lớn trang viên nhà họ Hồng, cửa lớn đóng chặt, Triệu Nam nói với Đàm Miêu và Lưu Tích Kỳ, hai người vào xe chở đi. Đàm Miêu gật đầu, tuy anh ta là người của thần Long Đàm, tu vi cũng không cao, đối với chiến đấu chém giết cũng không phải là thế mạnh,
thế mạnh của anh ta là tình báo. Hai mắt Lưu Tích Kỳ đỏ bừng, hai bàn tay nắm chặt lại vang lên, nhưng cũng không nói gì, đi theo Đàm Miêu vào trong xe chờ. Trong đám người ở đây tu vi của anh ta hoàn toàn là lót đáy, nếu như đuổi theo ngược lại sẽ thêm loạn. Chờ Đàm Miêu dẫn người rời đi, Triệu Nam nhìn Lục Tuyết Hy một cái, Lục Tuyết Hy gật đầu, đối với cửa lớn đóng chặt nhà họ Hồng, đột nhiên đánh ra một chưởng. Ầm ầm, ngay lập tức cửa lớn của nhà họ Hồng chia năm xẻ bảy. Mà Hồng Huyền Thiên vừa mới đi tới trong viện sắc mặt vẫn biến đổi, lão ta cảm nhận được làn sóng chân nguyên mạnh mẽ, phát hiện khí tức, vậy mà người đánh nát cửa lớn là Tiên Thiên tầng 9. Lần này sắc mặt Hồng Huyền Thiên thay đổi, đừng nhìn Tiên Thiên tầng 9 và tầng 8 chênh lệch một tầng, nhưng con đường võ đạo một tầng trọng một tầng, Tiên Thiên tầng 9 xuất hiện, biến số quá lớn. Quyết định nhanh chóng nói với Lục Tử bên cạnh, Tiểu Lục đi mời lão thái gia xuất quan, nói nhà họ Hồng xuất hiện nguy hiểm sống chết. Vâng, Hồng lão Lục vội vàng chạy tới hậu viện. Trong lòng Hồng Huyền Thiên biết, nhà họ Hồng lão thái gia bế quan tu luyện ở hậu viện, hơn nữa còn là Tiên Thiên tầng 9, chỉ có lão thái gia xuất quan mới có thể nắm được cục diện trong tay. Sau khi bụi đất tan hết, hai bên cách nhau một cửa lớn mà đứng, Hồng Huyền Thiên phát hiện, mặc dù nhân số Vân Môn nhiều, nhưng không có bao nhiêu cao thủ, Tiên Thiên tầng 9 còn là một nữ tử, dĩ nhiên những người còn lại đều không có xuất hiện Tiên Thiên tầng bát, nhiều nhất chỉ có mấy Tiên Thiên tầng 7, buồn cười nhất chính là ở trong đó còn có người ám kình tầng 5. Giờ phút này trong lòng Hồng Huyền Thiên đã có đối sách, nói với ba người Tiên Thiên tầng 8, ba vị, hãy giúp tôi giữ chân người phụ nữ Tiên Thiên tầng 9 này, chỉ cần ngăn cản một lát, lão thái gia nhà ta xuất quan, cục diện sẽ nắm trong tay. Lẽ ra phải như thế. Mộc Hàn Sơn, Đinh Đại Bằng và M. Nguyệt Môn Tiên Thiên tầng 8 lần lượt nói. Sau đó sắc mặt Hồng Huyền Thiên âm trầm xuống nhìn ra ngoài cửa giống giật, làm càn, ai dám tới nhà họ Hồng tôi gây rối. Lão ta biết rõ còn cố hỏi, chính là muốn chiếm một chữ lý, là mấy người trêu chọc nhà họ Hồng tôi, không phải nhà họ Hồng tôi trêu chọc mấy người, như vậy giết các người cũng hợp tình hợp lý. Triệu Nam của Vân, Môn, Lục Tuyết Hy, Độc Cô Về Tình, đến đòi nợ, ba người đồng thanh. Ngay sau đó, Thiên Tuyệt đại diện Võ Đăng nói, Võ Đăng Thiên Tuyệt đến đòi nợ Đoan Mộc Hành Thiên đến đòi nợ, ánh mắt Đoan Mộc Hành Thiên tràn ngập tơ máu giống giận. Tán tu Phong Thiên Nhai đến đòi nợ, Phong Thiên Nhai cũng đã hơn nghìn từng bước trầm giọng nói. Đầu tiên là Hồng Huyền Thiên nhìn ba người Triệu Nam cười lạnh nói, đòi nợ. Thật là buồn cười, từ khi nào Hồng gia tôi nợ phụ nữ? Tìm nhầm người, cũng tìm nhầm đối tượng, Hồng gia tôi không phải là nơi có thể dương oai, hôm nay không cho lão phu ta một cái công đạo, đừng mơ muốn rời đi. Nói xong lúc này mới nhìn về phía những người khác nói, Võ Đăng đường đường đại tông, Hồng gia tôi cũng chưa từng có giao tiếp, sao lại đòi nợ? Đoan Mộc Hành Thiên gì đó, lão phu càng chưa từng nghe thấy, muốn góp phần thêm náo nhiệt. Ngược lại Phong Thiên Nhai lão phu đã từng nghe qua ngươi, ngươi không phải là cung phụng Tô gia đảo Hồng Công sao? Sao hôm nay một tán tu như ngươi lại mang theo người đến tìm lão phu đòi nợ gì? Trong lời nói ngoại trừ đối với Võ Đăng thì cũng coi như Hồng Huyền Thiên khách khí một chút, đối với tu vi Tiên Thiên tầng 3 của Đoan Mộc Hành Thiên thực sự là không có để vào mắt. Về những tán tu phía sau Phong Thiên Nhai, ngược lại nói chuyện không có khó nghe như vậy, nhưng cũng không có ngữ khí tốt, ngôn ngữ có thể nói là vô cùng ngông cuồng, nhưng mà cũng khó trách, trong những người này bao gồm cả Vũ Đăng Thiên Tuyệt tu vi cũng mới là Tiên Thiên tầng 7. Hồng Huyền Thiên lão ta thật sự là không để vào mắt. Sắc mặt Thiên Tuyệt xanh mét vô cùng tức giận đối với vẻ khinh bạc trong giọng nói của Hồng Huyền Thiên, Võ Đăng đường đường là tông môn cổ xưa có khi nào bị một tộc võ cổ khinh thường. Cho dù bây giờ Võ Đăng đang bị đẩy lùi xuống đáy bát tông ở Trung Quốc, nhưng cũng không có chuyện ai cũng có thể xem thường, nếu thật sự chọc giận Võ Đăng, cùng lắm thì cá chết một lưới, Võ Đăng mời Túc Lão ở cấm địa xuống núi, Thiên Tuyệt cũng không tin một Túc Lão trong cấm địa cũng không còn nữa. Nhìn Hồng Huyền Thiên điên cuồng trầm giọng nói, Hồng Huyền Thiên nghe cho kỹ đây, Dương Bách Xuyên là sư tổ Võ Đăng của tôi, Võ Đăng tôi tới tìm Hồng gia ngươi đòi nợ một cách chính đáng rõ ràng, còn có lão phu cũng nhắc nhở ngươi một câu, ngươi chỉ là một võ cổ giả nhỏ bé trong gia tộc, thật sự là không có tư cách xem thường Võ Đăng tôi, hừ. Thiên Tuyệt nói xong, Phong Thiên Nhai nói, tôi đã bái nhập Vân Môn, 12 đạo hữu phía sau tôi cũng sắp vào Vân Môn, Dương Bách Xuyên chính là môn chủ Phong Thiên Nhai tôi. Phong Thiên Nhai tôi đến đòi nợ cho môn chủ nhà mình có gì là không thể. Đoan Mộc Hành Thiên bùng phát ở rìa trang viên, căn bản cũng không có nói gì, chỉ là âm trầm nhìn Hồng Huyền Thiên.
Giờ phút này trong giọng nói của Triệu Nam không hề có cảm tình nói, Hồng gia nợ Dương Bách Xuyên chồng tôi một cái mạng, Hồng lão cẩu lý do này đã đủ chưa? Làm càn, to gan, mấy tên con trai của Hồng Huyền Thiên giận dữ, muốn động thủ. Nhưng mà Hồng Huyền Thiên giơ tay ngăn lại, những người khác lão ta không để vào mắt, nhưng võ đang là thật sự tông môn cổ xưa, cái gọi là lạc đà gầy hơn ngựa, nghe Thiên Tuyệt nói một phen, lão ta thật sự là không dám không để ở trong lòng. Đối với võ đang nếu có thể đắc tội hay không thì không nên đắc tội là tốt hơn, cho nên Hồng Huyền Thiên vẫn chuẩn bị nói thêm hai câu. Dương Bách Xuyên chết như thế nào, trong lòng lão ta biết rõ, những người này tìm tới, không có chứng cứ cũng không chiếm lý, lão ta hoàn toàn có thể thay đổi cục diện, dù sao cũng không có chứng cứ, những người này đến gây rắc rối, cho dù giết chết, lão ta cũng sẽ để ý đến Hồng gia, hơn nữa Dương Bách Xuyên chết là do bị thuốc nổ nổ chết, cho dù đánh chết lão ta cũng sẽ không thừa nhận. Cũng phải lớn tiếng phản bác, nếu không chuyện sử dụng thuốc nổ đối phó võ cổ giả mà truyền ra, Hồng gia liền xong đời. Đạo hữu của võ đang, các người nói chuyện phải nói chứng cớ, Dương Bách Xuyên là ai? Lão phu chưa bao giờ nghe tới, các người tìm nhầm người rồi. Hồng Huyền Thiên vẫn luôn một mực nói không biết Dương Bách Xuyên. Phía Vân Môn, cho dù là võ đang hay là đám người tán tu Phong Thiên Nhai, trước khi đến mọi người đều biết trong tay Đàm Miêu tìm được chứng cứ Lão Tam và Lão Thất Hồng gia sử dụng thuốc nổ, thậm chí bắt chị Mai dụ dỗ Dương Bách Xuyên chính là chứng cứ xác thực nhất. Đối với việc này, Thiên Tuyệt đáp lại Hồng Huyền Thiên là tiếng cười lạnh. Mà linh khí trong tay Độc Cô vô tình lóe lên, trầm giọng nói, đừng nói nhảm với lão già này, hôm nay báo thù cho chồng ta. Trong lúc nói chuyện đã từng bước vào cửa lớn Hồng gia, cô vẫn luôn tức giận, giây phút này nhìn thấy Hồng Huyền Thiên cũng không nhịn được. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, cho dù là chết, cũng phải kéo thêm mấy người Hồng gia làm đệm lưng, đã vậy thì Độc Cô vô tình sẽ bạo đan. Giết Lục Tuyết Hy nói. Lên Thiên Tuyệt, tuyệt mệnh, Trần Phong Tử cũng lấy ra thần binh của mình. Phong Thiên Nhai là tán tu không sai, nhưng mấy ngày trước đã bái nhập Vân Môn, ông ta tự nhận mình bây giờ đã là người của Vân Môn, những người bên cạnh đều là những bạn bè tốt giao tiếp ngày thường mà thu nạp, những người này đều đồng ý tiến vào Vân Môn. Cũng thu nhận đan dược trong tay ông ta, trước khi tới một đám còn cam đoan đi theo Phong Thiên Nhai báo thù cho Dương Bách Xuyên. Chờ đến khi động thủ, Phong Thiên Nhai phát hiện, 11 tên tiên thiên chỉ có 3 người đi theo bên cạnh ông ta, 8 người còn lại cũng không nhúc nhích. Giờ phút này Phong Thiên Nhai hiểu được, sắc mặt vô cùng âm trầm, nhìn một người trong đó nói, Trần Lạc, Tam Hùng, Đại Nguyên các người. Phong Huynh, xin lỗi, chúng ta không có khả năng vì một người chết mà liều mạng. Bên Hồng gia có Thần Tông, Thanh Thành, M. Nguyệt Môn, hơn nữa đều là cao thủ, chạy qua đánh nhau chính là chịu chết, tôi khuyên anh cũng đừng làm chuyện ngu ngốc. Cái gì Vân Môn, coi như là Dương Bách Xuyên còn sống, anh ta có thể coi tán tu như chúng ta trở thành người của mình sao? Tông môn thiên hạ đều cùng một kiểu, người này không chỉ tự mình phản bội mà còn khuyên Phong Thiên Nhai. Lúc này sắc mặt Phong Thiên Nhai âm trầm đã có thể nhỏ ra nước, ngay lập tức cười ha ha điên cuồng. Phong Thiên Nhai tôi nhìn nhầm các người, cũng được, không miễn cưỡng các người, nhưng tôi vẫn muốn nói một câu, tán tu chính là bởi vì đám người các ngươi mới bị tông môn cổ xưa liên hợp chèn ép, hôm nay Phong Mỗ mới hiểu được, tán tu có cục diện xấu hổ như hôm nay ở cổ võ giới, thật là bình thường, không trách người ta chèn ép. Phong Thiên Nhai tôi nếu đã hứa hẹn với môn chủ Dương Bách Xuyên, sinh ra là người Vân Môn, chết là quỷ Vân Môn, nói ra tất phải làm, hôm nay chính là chết, cũng không hối hận. Nói xong nhìn ba người bên cạnh nói, ba người anh em, nếu các người cũng có ý nghĩ này, cứ đi thôi, Phong Mỗ không trách các ngươi. Nói xong Phong Thiên Nhai hét lớn một tiếng vọt vào cửa lớn Hồng gia. Mà ba người phía sau nhìn nhau một người cười nói, chúng tôi không vì Vân Môn, mà chúng tôi vì tình cảm kết giao mấy chục năm, sao có thể là người vô tình vô nghĩa. Phong Huynh chớ xem thường chúng ta cũng không phải hạng người tham sợ chết, làm tán tu hơn nửa đời người. Bị những tông môn thế gia này xem thường, hôm nay chúng ta liền giết người tông môn thế gia kia, làm quỷ cũng là hạng người phóng khoáng có tình có nghĩa. Trong lúc này hai bên đã xông vào đánh nhau, Đoan Mộc Hành Thiên dẫn theo con cháu Đoan Mộc gia tộc, biết rõ là chịu chết vẫn chạy vào cửa lớn Hồng gia như trước, gia chủ ở phía trước, con cháu Đoan Mộc gia tộc không ai lùi về phía sau, theo sát phía sau Đoan Mộc Hành Thiên, giết. Lục Tuyết Hy là tiên thiên tầng 9. Trong nháy mắt bị bốn người Hồng Huyền Thiên và Thần Tông, Thanh Thành, M. Nguyệt Môn liên thủ ngăn cản, bốn võ cổ giả tiên thiên tầng 8 đối phó một mình Lục Tuyết Hy. Vừa giao thủ,
Sắc mặt bốn người thay đổi lớn, bọn họ phát hiện tuy Lục Tuyết Hy là thực lực tiên thiên tầng 9 sơ kỳ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu và thủ đoạn thực sự là nhiều vô kể, trong đó Hồng Huyền Thiên là người có tu vi yếu nhất trong bốn người, bị một kiếm Lục Tuyết Hy suýt chút nữa chém đứt cánh tay, cũng may có trưởng lão M Nguyệt Môn cứu giúp, chỉ may là có một vết thương ở trên cánh tay. Trong chớp mắt, Lục Tuyết Hy dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại đánh hai người thần tông này thanh thành bị thương, lúc này chiếm thế thượng phong, điều này làm cho trong lòng Hồng Huyền Thiên sốt ruột. Nhưng mà, bên Vân Môn cũng không thuận lợi, Triệu Nam và Độc Cô Vô Tình lần lượt bị thương, nếu không phải Thiên Tuyệt liều mạng bảo hộ thì có khả năng nguy hiểm đến tính mạng, ám kình tầng 5 của Đoan Mộc gia tộc chết và bị thương hơn phân nửa. Trong lúc đánh nhau, đương nhiên Lục Tuyết Hy thấy được tình huống, trong lòng sốt ruột, nhưng lại bị bốn người giữ chân. Sau khi nhìn thấy Triệu Nam và Độc Cô Vô Tình bị thương, Lục Tuyết Hy thét dài một tiếng, khí thế trên người cô ta bùng lên, đây là thần hồn dung hợp cùng với em gái Lục Vũ Thư, lần này tinh thần lực của Lục Tuyết Hy tăng lên, trong nháy mắt phát động tinh thần lực công kích, nhằm vào bốn người Hồng Huyền Thiên tấn công. Trong nháy mắt đầu bốn người Hồng Huyền Thiên bị choáng váng một trận, cảm thấy thân thể xuất hiện hành động chậm chạp dừng lại. Thần hồn của chị em Lục gia dung hợp, tinh thần lực công kích cũng có thể duy trì trong chốc lát. Lục Tuyết Hy nắm lấy cơ hội, một kiếm đầu tiên đâm vào đầu Hồng Huyền Thiên, trước tiên cô ta phải giết chết Hồng Huyền Thiên. Nhưng mà không nghĩ tới đúng lúc này, một đạo hàn quang bắn về phía cô ta nhanh chóng bắn ra, làm càn. Một giọng nói già nua vang vọng ở đại viện Hồng gia. Sắc mặt Lục Tuyết Hy thay đổi, cô ta cảm nhận được một khí tức mạnh mẽ hơn cô ta xuất hiện ở giữa sân, khóe mắt thấy hàn quang bắn tới chính là một thanh kiếm, chỉ có thể buông tha ám sát Hồng Huyền Thiên. Vội vàng lăn tại chỗ tránh né. Một tiếng nổ tung nặng nề, ở chỗ Lục Tuyết Hy né tránh, mặt đất xuất hiện một cái hố lớn, một thanh cổ kiếm hàn quang lấp lánh đang run rẩy. Lục Tuyết Hy vừa mới đứng dậy cơ thể cũng không đứng vững, một bàn tay khô héo liền xuất hiện trong tầm mắt cô ta, mang theo linh khí mạnh mẽ của trời đất, không kịp đề phòng, kết quả lại bị một chưởng đánh vào ngực. Phốc! Trong nháy mắt Lục Tuyết Hy hộc máu bay ngược ra ngoài 5-6 mét. Không biết sống chết hừ. Theo giọng nói già nua này kết thúc, Lục Tuyết Hy vừa ngẩng đầu nhìn rõ trước mắt xuất hiện một ông già tiên thiên tầng 9 trung cấp, vẻ mặt lạnh lùng nhìn, từng bước một đi tới cô ta. Lão thái gia Hồng Huyền Thiên mừng rỡ, ông già xuất hiện chính là lão thái gia Hồng gia của lão ta, mà khiến cho Hồng Huyền Thiên bất ngờ chính là lần này lão thái gia xuất hiện, vậy mà tu vi đạt tới tiên thiên tầng 9 trung cấp, trách không được có thể dùng một chưởng đả thương Lục Tuyết Hy. Trong lúc kích động, Hồng Huyền Thiên lớn tiếng nói, lão thái gia những người này giết chết người Hồng gia chúng ta, ai nấy đều đáng chết, mong lão thái gia ra tay giết chết. Ngay khi Hồng Huyền Thiên dứt lời, từng tiếng nói lạnh như băng đến cực hạn vang vọng trên bầu trời đại viện của Hồng gia, nghe giọng nói giống như là từ bốn phương tám hướng vang lên, từng chữ mang theo sấm sét. Nếu như nói giọng nói vừa rồi của lão thái gia của Hồng gia chỉ là khiến cho mọi người kinh ngạc sợ hãi, thì giọng nói bây giờ vang lên chính là nổ vang đến từ cửu thiên lôi đình. Dường như mỗi một chữ đều là một tiếng sấm nổ. Chỉ nghe thấy, không sai nha, đúng là đáng chết, hơn nữa có lẽ nên chết hết. Tiếng sấm rung trời, giống như đang vờn quanh mọi người, vang vọng khắp bốn phương tám hướng, khiến cho người ta không nghe ra chủ nhân của giọng nói ở đâu. Có xa không, trong sân đột nhiên xuất hiện giọng nói này, tất cả đều chấn động, trong nháy mắt tai của tất cả mọi người đều nghe thấy giọng nói này, nhìn xung quanh. Sau khi Triệu Nam nghe được giọng nói này, trường kiếm trong tay rơi trên mặt đất kêu ra một tiếng, nước mắt như chút chảy cuồn cuộn xuống, cả người run rẩy, không kìm lòng được mà nói, Bách Xuyên Độc Cô Vô Tình, cả người đồng thời run lên, nước mắt ngừng lại, trên mặt lại xuất hiện nụ cười. Khóe miệng Lục Tuyết Hy nhếch lên nhẹ giọng nói thầm, cũng biết là không thể dễ dàng như vậy mà những người khác sau khi phản ứng lại, trên mặt xuất hiện niềm vui. Chỉ có Đoan Mộc Hành Thiên phục hồi tinh thần lại run giọng nói, cháu ngoại tốt, có phải là cháu hay không? Ngay lập tức trong nháy mắt phía chân trời xuất hiện một ánh sáng màu bạc bay tới, tất cả mọi người nhìn thấy trên chân trời, một thanh niên dưới chân dẫm lên một thanh kiếm ngự kiếm phi hành đến. Ông ngoại là tôi. Người này chính là Dương Bách Xuyên mà tất cả mọi người đều cho là đã chết. Sự xuất hiện của Dương Bách Xuyên khiến mọi người Vân Môn phấn chấn. Nhưng Hồng Huyền Thiên lại trợn to mắt. Nhất là ông ba và ông bảy nhà họ Hồng đích thân bố trí thuốc nổ, hai người nhìn thấy Dương Bách Xuyên xuất hiện đều lộ biểu cảm như gặp ma. Hai anh em không tài nào tưởng tượng nổi trên đời này lại có người sống sót trong vụ nổ gây ra bởi một tấn thuốc nổ X.
hơn nữa còn sống sót trong hầm mỏ sâu hơn 400 mét. Dù là tiên thiên tầng 9 đỉnh phong cũng không sống nổi. Trừ khi là thần tiên. Sao có thể chứ? Lúc này, diện tích bóng ma tâm lý trong lòng ông ba và ông bảy nhà họ Hồng không cách nào đo đếm. Ông cụ nhà họ Hồng nhìn thấy Dương Bách Xuyên ngự kiếm bay tới, con người lập tức co rụt lại, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Ông ta nghĩ tới một tin đồn xa xưa, rằng hư cảnh giả trên tiên thiên có thể ngự kiếm phi hành. Hồng Khoát Hải nghĩ tới đây, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Có rất ít người biết trên tiên thiên là hư cảnh, và Hồng Khoát Hải là một trong số đó. Ông ta bế quan mấy năm, hôm nay vừa mới tăng tu vi, từ tiên thiên tầng 9 sơ cấp lên tới trung cấp, không ngờ vừa xuất quan thì gặp phải một người trên cảnh giới tiên thiên. Giờ khắc này, trong lòng Hồng Khoát Hải chua lè. Mà lúc này, Dương Bách Xuyên từ trên trời đáp xuống cách chỗ ông ta hơn 10 mét. Hồng Khoát Hải nhìn Dương Bách Xuyên, thoáng sửng sốt. Không đúng, hình như khí tức cảnh giới của thằng nhóc này mới là tiên thiên tầng 9 sơ cấp thì phải. Hồng Khoát Hải chăm chú quan sát và cảm nhận một lần nữa, cuối cùng xác định Dương Bách Xuyên chỉ là cảnh giới tiên thiên tầng 9 sơ cấp mà thôi. Không phải hư cảnh trên tiên thiên. Nhưng rõ ràng là Dương Bách Xuyên dẫm lên thanh kiếm lớn, ngự kiếm phi hành tới đây, vậy mà cảnh giới lại là tiên thiên tầng 9 sơ cấp. Việc này, Hồng Khoát Hải chợt hiểu ra, có lẽ Dương Bách Xuyên ngự kiếm phi hành cũng chỉ là mượn uy lực của thần binh và một số pháp thuật thần thông mà thôi. Trong lịch sử giới võ cổ, không phải là trước kia không có tiền lệ. Cái gì cũng có thể dở mánh khóe, chỉ riêng cảnh giới là không thể giả được. Nói cách khác, tu vi cảnh giới của thằng nhóc này là tiên thiên tầng 9 sơ cấp, chẳng qua là nó có thần thông và một món thần binh cao cấp nên mới có thể ngự kiếm phi hành. Nghĩ vậy, Hồng Khoát Hải không còn căng thẳng nữa, lập tức khôi phục sự tự tin. Một tiên thiên tầng 9 sơ cấp mà thôi, chẳng có gì phải sợ. Hiện tại Hồng Khoát Hải này là tiên thiên tầng 9 trung cấp đấy. Đừng thấy sơ cấp với trung cấp mà lầm, trong cảnh giới tiên thiên tầng 9, chỉ cách nhau nửa cấp thôi cũng chênh lệch rõ ràng, Hồng Khoát Hải biết rõ. Ông ta là tiên thiên tầng 9 trung cấp, đấu với tiên thiên tầng 9 sơ cấp thì thắng chắc. Không nói đến Hồng Khoát Hải nữa. Lúc này, Dương Bách Xuyên bay xuống bên cạnh ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên. Đoan Mộc Hành Thiên kích động cầm tay anh, giọng nói run run, cháu ngoan, ông ngoại biết cháu ngoan của ông sẽ không sao mà. Ông ấy vừa nói vừa rơi nước mắt, nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc. Ông ngoại, cháu khiến ông phải lo lắng rồi. Dương Bách Xuyên nhìn ông lão đầu tóc bạc phơ này, trong lòng vô cùng cảm động. Anh mới gặp ông ngoại tổng cộng 3 lần, trong đó 2 lần là ông ấy dẫn theo đệ tử của gia tộc Đoan Mộc tới giết anh, dẫn đến đệ tử của gia tộc Đoan Mộc kẻ chết người bị thương hơn phân nửa. Anh cảm thấy rất có lỗi với ông ngoại. Sống là tốt rồi, sống là tốt rồi. Cháu mau đi thăm vợ của cháu đi. Đoan Mộc Hành Thiên mỉm cười lau nước mắt, tránh sang một bên. Tức thì Dương Bách Xuyên trông thấy Triệu Nam và Độc Cô Vô Tình với gương mặt đẫm nước mắt. Dương Bách Xuyên hơi run rẩy, nhìn hai người phụ nữ, anh cũng biết là lần này các cô đã phải chịu nỗi đau thương nhường nào. Thật ra lúc ở đảo Hoang anh cũng nhìn thấy họ đau lòng khôn xiết, nhưng bởi vì một vài nguyên nhân mà anh không thể xuất hiện. Lúc này Dương Bách Xuyên mới phát hiện mình may mắn biết bao. Có những người phụ nữ như vậy bên cạnh, anh còn mong gì hơn. Anh thình lình bước tới ôm cả hai vào lòng. Triệu Nam và Độc Cô Vô Tình run rẩy cả người. Giờ đây núp trong lòng Dương Bách Xuyên, họ mới cảm thấy bầu trời vẫn chưa sụp xuống. A, hu hu hu. Rốt cuộc lúc này Triệu Nam cũng òa khóc. Trước đó cô ấy không dám khóc, bây giờ nằm trong vòng ôm của tên họ Dương nào đó, cô ấy đã có cảm giác an toàn. Lúc trước Triệu Nam không dám khóc thành tiếng bởi vì cô ấy biết mình không thể khóc. Nếu không Vân Môn nhiều người như vậy biết phải làm sao? Tên oan gia này. Triệu Nam được Dương Bách Xuyên ôm vào lòng, khẽ đấm vào vai anh. Nước mắt của cô ấy thấm ướt áo của Dương Bách Xuyên. Cô ấy mặc sức khóc thút thít, chưa bao giờ cảm thấy nhẹ lòng đến thế. Độc Cô Vô Tình thì không khóc thành tiếng, nhưng cả cơ thể run bần bật đã tiết lộ cảm xúc kích động và mất bình tĩnh. Cô ấy núp trong lòng tên họ Dương nào đó, cảm thấy an toàn trước nay chưa từng có. Được rồi, đừng khóc nữa, có một đám người đang nhìn kìa. Các em khóc thành mặt mèo hoa rồi đây này. Dương Bách Xuyên buông hai người ra, vươn tay dịu dàng lau sạch nước mắt trên mặt họ. Nhưng ngay sau đó, sát khí như biến thành thực thể phóng ra ngoài, không thèm che giấu.
Bởi vì anh nhìn thấy trên cánh tay Triệu Nam có một vết thương dài nửa thước một thước bằng 33,33 cm, sâu tận xương, còn Độc Cô Vô Tình thì ngực bị đâm thủng thành một lỗ máu. Dương Bách Xuyên lật tay búng một phát, hai giọt nước sinh mệnh xuất hiện. Anh nói với hai người, há miệng nào. Triệu Nam và Độc Cô Vô Tình há miệng theo phản xạ. Dương Bách Xuyên đút hai giọt nước sinh mệnh vào miệng họ. Ngay sau đó, sinh cơ rồi rào tan chảy trong cơ thể hai người. Các em sang một bên nghỉ ngơi đi, anh giết mấy tên súc sinh này đã. Dương Bách Xuyên nheo mắt, sau đó nhìn thấy Ngô Mặc Thu không biết xuất hiện bên cạnh mình từ lúc nào. Anh đi tới, nhếch môi mỉm cười, Thu Nhi đừng lo lắng, trên thế giới này còn chưa có Diêm Vương nào dám nhận tiên sinh nhà em đâu. Em qua bên kia chăm sóc hộ pháp lục đi. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa vỗ vai Ngô Mặc Thu. Khi ở đảo Hoang Anh cũng trông thấy Ngô Mặc Thu khóc đứt ruột đứt gan. Tiên sinh yên tâm, Thu Nhi sẽ chăm sóc hộ pháp lục. Ngô Mặc Thu vui hơn ai hết, lần này cô không khóc, trên mặt chỉ có nụ cười. Dương Bách Xuyên ngoảnh đầu nhìn đám người Thiên Tuyệt phái Võ Đăng và Phong Thiên Nhai, đang định chào hỏi thì phía sau vang lên một giọng nói già nua, nhóc con, chết đến nơi rồi mà còn yêu với đương, đúng là chán sống mà. Hồng Khoát Hải thấy Dương Bách Xuyên không để ý đến mình mà chỉ xến xúa với mấy người phụ nữ, điều này khiến ông ta cực kỳ tức giận, cho rằng Dương Bách Xuyên coi thường Thiên Thiên tầng 9 trung cấp như mình. Trong tay Hồng Khoát Hải lóe lên tia sáng trắng, một cây giáo dài xuất hiện kèm theo tiếng rít và khí thế mạnh mẽ, lao thẳng về phía đầu Dương Bách Xuyên. Giết! Hồng Khoát Hải đã ra tay, Hồng Huyền Thiên không nhịn được gào lên. Quả thật ban đầu bọn họ sợ hết hồn vì Dương Bách Xuyên ngự kiếm bay đến. Nhưng sau khi phát hiện cảnh giới tu vi của Dương Bách Xuyên chỉ là tiên thiên tầng 9 sơ cấp, Hồng Huyền Thiên lại bùng nổ. Lúc trước người phụ nữ tiên thiên tầng 9 sơ cấp của Vân Môn đã bị ông cụ nhà họ Hồng đánh bị thương nặng, mà Dương Bách Xuyên cũng chỉ là tiên thiên tầng 9 sơ cấp, trong khi ông cụ nhà họ Hồng là tiên thiên tầng 9 trung cấp, dư sức đấu với Dương Bách Xuyên. Những người còn lại của nhà họ Hồng liên thủ với ba tông môn khác chắc chắn có thể giết sạch đám người phe Vân Môn. Người của Thần Tông, Thanh Thành và M. Nguyệt Môn cũng có chung suy nghĩ. Sự xuất hiện của ông cụ nhà họ Hồng khiến bọn họ cực kỳ kinh ngạc. Trong giới võ cổ, tiên thiên tầng 9 trung cấp tuyệt đối là cao thủ. Trong mắt mọi người, Dương Bách Xuyên là tiên thiên tầng 9 sơ cấp, tuy anh ngự kiếm phi hành đến rất lợi hại, nhưng ai nấy đều tin anh không phải là đối thủ của ông cụ nhà họ Hồng. Sự chênh lệch giữa tiên thiên tầng 9 sơ cấp và trung cấp càng thể hiện rõ ràng ở tu luyện võ đạo giai đoạn sau. Cho dù chỉ tăng một chút thôi cũng có sự chênh lệch thực lực tuyệt đối. Vì vậy, sau khi Hồng Huyền Thiên hô giết, người của Thần Tông, Thanh Thành, Âm Nguyệt Môn đều tấn công phe Vân Môn và Võ Đăng theo lão ta. Tuy nhiên, người của ba tông vừa ra tay lập tức hối hận. Bọn họ trông thấy ông cụ nhà họ Hồng hừng hực khí thế, thanh giáo như dao long ra biển đâm về phía gáy Dương Bách Xuyên với tốc độ nhanh như tia chớp. Mọi người đều biết thứ trong tay ông cụ nhà họ Hồng là thần binh thượng phẩm. E là cho dù Dương Bách Xuyên tránh thoát cũng không dễ chịu. Nhưng phản ứng của Dương Bách Xuyên lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Chỉ thấy Dương Bách Xuyên không hề tránh né, trong tay tay bùng lên một ngọn lửa nóng hừng hực mang theo sóng linh khí trời đất cuồn cuộn. Một bàn tay khổng lồ bắt lấy năng lượng hình thành, sau đó chờ tay tóm lấy thanh giáo trong tay ông cụ nhà họ Hồng. Trong tiếng ầm vang, Dương Bách Xuyên chộp lấy thanh giáo dài của Hồng Khoát Hải vào lòng bàn tay. Đồng thời giơ tay kia lên đấm thẳng vào mặt đối phương. Trong đầu mọi người nhảy ra một câu tay trần cướp thần binh. Dương Bách Xuyên đang tìm đường chết đấy à? Hồng Khoát Hải bị Dương Bách Xuyên giữ giáo, tức thì mặt biến sắc. Ông ta phát hiện mình không thể rút giáo ra được. Tiếp đó Dương Bách Xuyên đấm một quyền, ông ta cảm nhận được khí thế rời núi lấp biển đè ép mình. Hồng Khoát Hải lạnh lùng hừ mũi, vung tay kia lên đỡ một quyền của Dương Bách Xuyên. Bộp! Giác! Á! Phụt! Trong khoảnh khắc ấy, mọi người chứng kiến một cảnh tượng khó tin, đồng thời nghe thấy tiếng gào thảm thiết cùng tiếng gãy xương. Ông cụ nhà họ Hồng hộc máu bay ra ngoài, bay thẳng về phía tường vây cách hơn 10 mét. Rầm! Ông ta va vào tường vây, bức tường đổ sụp. Đám người vốn định chém giết đều ngây ngốc dừng tay. Ông cụ nhà họ Hồng đường đường là cao thủ tiên thiên tầng 9 trung cấp, vậy mà vừa giao đấu đã bị Dương Bách Xuyên cướp mất thần binh. Sau đó còn bị một quyền đánh bay, trong khi Dương Bách Xuyên tay không tấc sắt. Hồng Khoát Hải tiên thiên tầng 9 trung cấp bị Dương Bách Xuyên tiên thiên tầng 9 sơ cấp tay trần cướp thần binh, hơn nữa còn một quyền đánh bay.
Cảnh tượng này quá chấn động. Ông cụ nhà họ Hồng bại dưới tay Dương Bách Xuyên. Những người có mặt ở đây nghe thấy tiếng gãy xương và tiếng hét thảm thiết, ai ai cũng run rẩy trong lòng. Người của ba tông thần tông, Thanh Thành, M. Nguyệt Môn biết lần này rắc rối to rồi. Ngay cả ông cụ nhà họ Hồng là cao thủ tiên thiên tầng 9 trung cấp cũng bị Dương Bách Xuyên đánh bay, vậy thì bọn họ chẳng phải là cá nằm trên thớt của Dương Bách Xuyên sao? Nghĩ tới đây, Đinh Đại Bằng phái thần tông nháy mắt ra hiệu cho đệ tử thần tông không đánh nữa, nhân lúc trời tối mau chóng chuồn đi, nếu nán lại thì tất cả phải bỏ mạng ở đây. Thế là người thần tông lặng lẽ lùi về sau, chuẩn bị chuồn lẹ. Nhất là Đinh Đại Bằng, bản lĩnh chạy trốn nhanh hơn ai hết. Người thần tông có thể nghĩ ra ý tưởng này, đương nhiên người của Thanh Thành và M. Nguyệt Môn cũng nghĩ tới, mọi người đâu có ngốc. Bầu không khí căng thẳng và sợ hãi lan tràn. Đã có người phái thần tông lén lút rút lui, người của ba tông môn khác lập tức chạy tứ tán. Chạy đi. Không biết ai hô một tiếng, một giây sau tất cả chạy toán loạn, mấy chục người hỗn loạn như ong vỡ tổ. Người của ba tông chạy mất làm cho Hồng Huyền Thiên biến sắc. Ông cụ nhà họ Hồng đã bị Dương Bách Xuyên đánh bay đập vào tường vây, hiện tại không biết sống chết thế nào. Người của thần tông, Thanh Thành và đồng minh M. Nguyệt Môn đều chạy mất, Hồng Huyền Thiên há lại không hoảng sợ. Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn người của ba tông chạy trốn, lạnh lùng nở nụ cười. Sau đó, trên người anh lóe lên hai màu vàng và bạc, kiếm đầu long màu bạc và vảy rồng màu vàng lập tức xuất hiện. Dưới bầu trời đêm tối tăm, Dương Bách Xuyên thầm niệm trong đầu, kiếm đầu long và vảy rồng lần lượt lướt qua chân trời như sao băng. Sau đó, đằng xa liên tục vang lên tiếng gào thét thảm thiết. À à à à! Những người này mới chạy được 30 mét thì thấy hai vệt sáng một vàng một bạc lóe lên trong bóng tối. Kẻ nào dám chạy, tôi lập tiễn đi gặp Diêm Vương. Giọng nói của Dương Bách Xuyên như tiếng sấm vang vọng khắp sân. Vừa rồi anh điều khiển kiếm đầu long và vảy rồng giết một loạt tám kẻ chạy trốn đầu tiên, trong đó có Đinh Đại Bằng phái thần tông. Cảnh tượng này dọa các trưởng lão phái Thanh Thành và M. Nguyệt Môn sợ vỡ mật. Đinh Đại Bằng phái thần tông là võ cổ giả tiên thiên tầng 8 đó. Dương Bách Xuyên không hề ra tay, chỉ điều khiển thần binh mà đã lấy mạng Đinh Đại Bằng trong nháy mắt. Nói về khả năng điều khiển thần binh, mọi người đều biết chỉ cần có tinh thần lực mạnh chống đỡ thì ai cũng làm được, thậm chí tiên thiên cũng có thể. Nhưng rất nhiều người chỉ điều khiển được chút ít, muốn điều khiển thần binh giết người thì cần có thần binh cao cấp chẳng hạn như phi kiếm, hơn hết là cần có tinh thần lực mạnh mẽ vượt xa người thường. Dương Bách Xuyên dễ dàng điều khiển thần binh giết Đinh Đại Bằng chạy xa hơn 30 mét, bọn họ tin rằng ngay cả cao thủ tiên thiên tầng 9 đại viên mãn cũng chưa chắc đã làm được. Hoặc là làm được, nhưng chắc chắn không dễ dàng như Dương Bách Xuyên. Rốt cuộc, tinh thần lực của Dương Bách Xuyên mạnh cỡ nào? Sau tiếng hét như sấm của Dương Bách Xuyên, những kẻ muốn chạy trốn đều dừng lại. Bọn họ không dám, không nghe thấy Dương Điên nói là kẻ nào dám chạy sẽ tiễn đi gặp Diêm Vương à. Anh giết cao thủ tiên thiên tầng 8 như giết gà giết chó như thế, ai dám trốn chứ? Nhất thời người nào người nấy đều đứng im tại chỗ. Trong linh thức mạnh mẽ của Dương Bách Xuyên không phát hiện thấy có người di chuyển, anh nhếch mép bước ra ngoài tường vây nhà họ Hồng. Anh biết một quyền mới nãy cùng lắm cũng chỉ làm ông cụ nhà họ Hồng bị thương nặng, không thể đánh chết ông ta. Bây giờ anh qua đó là để nhổ cỏ tận gốc. Ha ha, Dương Bách Xuyên vô cùng có thiện cảm với người nhà họ Hồng. Dương Bách Xuyên vừa ra tới, Hồng Khoát Hải nằm dưới đất đột nhiên vùng lên phản kích. Ông ta biết Dương Bách Xuyên sẽ không tha cho mình, bèn lấy một thứ trong ngực ra. Ngay sau đó, một luồng kiếm khí ngút trời xuất hiện. Dương Bách Xuyên chỉ thấy ông cụ nhà họ Hồng thình lình cầm một tấm bùa kiếm khí vỗ lên thanh kiếm cổ trong tay. Thanh kiếm cổ đó lập tức phát ra ánh sáng trắng chói mắt, kiếm khí ngút trời chém xuống người anh. Dương Bách Xuyên không phải tay mơ mới bước chân vào giang hồ. Anh không hề chủ quan khi đối đầu với những nhân vật cấp bậc lão quái vật như thế này, anh đã đề phòng thủ đoạn của đối phương từ trước rồi. Khi kiếm khí của ông cụ nhà họ Hồng xuất hiện, Dương Bách Xuyên phát hiện nó là bùa chú kiếm khí. Anh lập tức hô, đồ long quay về, chém. Vèo. Theo tiếng gọi của Dương Bách Xuyên, kiếm đồ long vốn bay ra ngoài hơn 30 mét, lơ lửng giữa không trung, chém chết Đinh Đại Bằng chợt lóe lên tia sáng bạc, nháy mắt đã quay về trong tay Dương Bách Xuyên. Anh bất chợt vung kiếm đồ long lên, khi chữ chém bật ra cũng là lúc anh chém xuống ông cụ nhà họ Hồng. Đối mặt với một kích của kiếm cổ đã dung hợp với bùa chú kiếm khí của ông cụ nhà họ Hồng,
Sắc mặt Dương Bách Xuyên không hề thay đổi, anh vẫn dùng kiếm đồ long cứng rắn đỡ chiêu. Hiện giờ kiếm đồ long đã khác trước, Dương Bách Xuyên biết lần này mình không chết, trong họa có phúc, kiếm đồ long cũng hưởng ké không ít lợi. Bởi vì mình và kiếm đồ long tâm ý tương thông, cho nên anh biết rõ uy lực hiện tại của nó. Đúng là uy lực của bùa chú kiếm khí rất mạnh, nhưng so với kiếm đồ long thì chẳng nhằm nhò gì. Keng! Kiếm đồ long màu bạc nóng rực chém xuống, va chạm với kiếm cổ màu trắng trong tay ông cụ nhà họ Hồng, phát ra một tiếng keng. Kiếm cổ bị kiếm đồ long chém đôi, sau đó tia sáng bạc xẹt qua người ông cụ nhà họ Hồng. Một giây sau, ông cụ nhà họ Hồng trợn to mắt. Phụt, ông ta hộc máu, chuyện này, sao có? Chứ cuối cùng còn chưa thốt ra, cơ thể ông cụ nhà họ Hồng đã bị chém thành hai nửa đều nhau từ mi tâm xuống, máu và nội tạng rơi đầy đất. Đến lúc này, Hồng Khoát Hải cột chống trời của nhà họ Hồng đã bị Dương Bách Xuyên chém chết dưới kiếm đồ long. Cụ ơi! Đệ tử nhà họ Hồng gào to, có 7-8 tên tính tình kích động lập tức xông về phía Dương Bách Xuyên. Trong đó có đứa con trai thứ 6 của Hồng Huyền Thiên tính tình nóng nảy. Thằng 6 quay lại, Hồng Huyền Thiên hét to, lão ta biết xông đến đánh nhau với Dương Bách Xuyên chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Lão ta muốn ngăn cản đệ tử nhà họ Hồng nhưng đã muộn. Dương Bách Xuyên híp mắt, tung ra một trường, 8 kẻ xông tới dù là ám kình hay tiên thiên đều mất mạng dưới chấn thiên trường to lớn. Bụi đất tản đi, trong sân có 8 thi thể người nhà họ Hồng. Còn ai nữa không, tôi tiễn các người một đoạn đường. Giọng nói lạnh lùng của Dương Bách Xuyên vang vọng khắp sân nhà họ Hồng. Trong sân lặng ngắt như tờ, ai nấy đều nhìn Dương Bách Xuyên bằng ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Lúc này, Hồng Huyền Thiên đứng ra nói, Dương Bách Xuyên, cậu muốn khơi mào chiến tranh giữa võ cổ giả Trung Quốc và võ cổ giả nước ngoài sao? Nhà họ Hồng trực thuộc M. Nguyệt Môn là thế lực võ cổ nước ngoài. Hồng Huyền Thiên muốn dùng lý lẽ ngăn cản hành vi hung bạo của Dương Bách Xuyên, bởi vì vũ lực không có tác dụng. Hồng Huyền Thiên đúng không? Chủ nhà họ Hồng, ông rất giỏi. À phải rồi, trong các con trai của ông, người thứ 3 và thứ 7 là ai? Tự đứng ra đi, tôi rất dễ tính. Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn Hồng Huyền Thiên. Hồng Huyền Thiên giật thót khi nghe thấy Dương Bách Xuyên nhắc đến đứa con trai thứ 3 và thứ 7. Lẽ nào đối phương đã biết thằng 3 và thằng 7 dùng thuốc nổ hại cậu ta? Nhưng ngẫm lại thì thấy không đúng. Trong số các con trai, thằng 3 và thằng 7 làm việc cẩn thận nhất, không để lộ thông tin mới phải. Con trai thứ 3 và thứ 7 nhà họ Hồng trốn sau lưng Hồng Huyền Thiên bị Dương Bách Xuyên chỉ đích danh, sắc mặt lập tức tái nhợt. Bọn họ không biết Dương Bách Xuyên có ý gì nên không dám nhúc nhích, cũng không dám lên tiếng. Dương Bách Xuyên cười ha hả, thôi, dù sao tôi cũng không có ý định tha cho người nhà họ Hồng các ông. Lão Phong và Thiên Tuyệt mang người vào hậu viện nhà họ Hồng, kẻ nào có tu vi đạt ám kình thì giết hết, không để lại một ai. Mày dám, Hồng Huyền Thiên run rẩy cả người. Giết, Dương Bách Xuyên vẫn hét một tiếng, thẳng tay vung một chưởng đánh Hồng Huyền Thiên, thầm nói trong lòng, chị Mai, em báo thù cho chị. Lúc này, mắt Dương Bách Xuyên đỏ như máu. Đám Phong Thiên Nhai và Thiên Tuyệt phái võ đang đều kính nể Dương Bách Xuyên. Khi nghe thấy Dương Bách Xuyên hạ lệnh giết võ cổ giả đạt ám kình của nhà họ Hồng, bọn họ hơi sửng sốt, biết rằng anh muốn tiêu diệt cả nhà họ Hồng. Một gia tộc võ cổ không có võ cổ giả ám kình trở nên, cho dù Minh Kình còn sống thì cũng làm gì được. Có thể gây sóng gió chắc. Đáp án là phủ định. Giết toàn bộ người đạt ám kình của nhà họ Hồng tức là diệt môn, sau hôm nay nhà họ Hồng sẽ bị xóa tên khỏi giới võ cổ. Nghe thấy một chữ giết từ Dương Bách Xuyên, đám Thiên Tuyệt và Phong Thiên Nhai không chút do dự lựa chọn tin tưởng Dương Bách Xuyên. Giết thì sao nào? Khi Dương Bách Xuyên ra tay với Hồng Huyền Thiên, bọn họ cũng xông về phía người nhà họ Hồng, đi đến đâu giết đến đó, hễ là người nhà họ Hồng có tu vi đạt ám kình đều giết không tha. Dương Bách Xuyên vung một chưởng về phía Hồng Huyền Thiên khiến lão ta không né kịp, chỉ có thể gắng gượng đỡ chấn thiên trưởng to lớn của Dương Bách Xuyên. Bộp! Á! Không có gì bất ngờ, một kích chấn thiên trưởng đánh trúng người Hồng Huyền Thiên làm lão ta hét lên thảm thiết, kiếm tuột khỏi tay, ngã mạnh ra đất. Máu trong cơ thể sôi trào, lão ta phun ra một ngụm máu to. Khụ khụ, Dương Bách Xuyên, mày đang diệt môn đấy, tông môn lâu đời sẽ không tha cho mày đâu. Từ xưa đến nay giới võ cổ có quy tắc không được tàn sát cả nhà. Mày bảo bọn họ dừng tay đi. Hồng Huyền Thiên ngã trên mặt đất,
hộc máu, tóc tai bù xù. Ông ta nhìn Dương Bách Xuyên bước từng bước về phía mình, rồi lại nhìn người nhà họ Hồng liên tiếp ngã trong vũng máu, giận dữ quát Dương Bách Xuyên. Hôm nay tôi dám giết hết cả nhà họ Hồng ông đấy. Ha ha, ông còn biết quy tắc giới võ cổ cơ à? Lúc ông ra lệnh cho hai đứa con trai sử dụng thuốc nổ hại tôi, sao lại quên quy tắc giới võ cổ không cho sử dụng vũ khí nóng? So với sử dụng vũ khí nóng, diệt môn còn nhẹ chán. Bây giờ ông mới nhớ tới quy tắc hả? Muộn rồi lão già. Dương Bách Xuyên bình tĩnh thốt ra từng chữ. Khi nói chuyện, trong đầu anh toàn là hình ảnh chị Mai bị sức nén của vụ nổ lớn nghiền nát thân thể. Dương Bách Xuyên nhìn Hồng Huyền Thiên bằng đôi mắt đỏ ngầu. Hôm nay anh phải giết sạch nhà họ Hồng. Mày có chứng cứ gì mà nói nhà họ Hồng chúng tao sử dụng thuốc nổ? Hồng Huyền Thiên không cam tâm, vẫn không tin Dương Bách Xuyên biết chuyện, có lẽ đối phương chỉ suy đoán thôi. Ha ha ha, Dương Bách Xuyên cười điên cuồng. Chốc lát sau tiếng cười ngưng bặt, anh thình lình dẫm lên chân trái của Hồng Huyền Thiên. Rắc, á, chân trái của Hồng Huyền Thiên phát ra tiếng rắc, bị Dương Bách Xuyên dẫm gãy xương. Sau đó, Dương Bách Xuyên lạnh lùng cất lời, lão già chết đến nơi rồi còn không thừa nhận. Được thôi, tôi cho ông chết được rõ ràng. Nói xong anh gọi với ra cổng nhà họ Hồng, Đàm Miêu vào đây. Lúc ở đảo hoang Dương Bách Xuyên nghe thấy mấy người Đàm Miêu, Triệu Nam nói mình bị nổ là do ông ba và ông bảy nhà họ Hồng sử dụng thuốc nổ, hơn nữa đường dây tình báo khẩn cấp đã điều tra được chứng cứ xác thực. Ở một nơi cách cổng nhà họ Hồng mấy trăm mét, Đàm Miêu và Lưu Thích Kỳ đang hút thuốc hết điếu này đến điếu khác thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi Đàm Miêu vào đây. Lưu Thích Kỳ bỗng run lên, đầu lọc trong tay rơi xuống đùi. Đàm Miêu cũng nghe rõ, giọng nói này là giọng Dương Bách Xuyên. Hai người đều sững sờ, giọng nói của Dương Bách Xuyên trực tiếp vang lên trong đầu họ, đừng ngây người nữa, hai người mang chứng cứ vào đây. Tôi vẫn chưa chết. Hú, Lưu Tích Kỳ phát ra tiếng hét kỳ quái, đột nhiên đứng bật dậy, đụng đầu vào nóc xe. Tuy đụng đến đầu choáng mắt hoa, song anh ta đã tỉnh táo lại, lập tức mở cửa xe muốn chạy đến đại viện nhà họ Hồng. Nước mắt tuôn như mưa, anh ta lẩm bẩm, tôi biết ngay là cậu con mẹ nó không chết mà. Đàm Miêu cũng hoàn hồn, lấy một chiếc điện thoại từ trong xe rồi lao xuống xe chạy như điên. Dương Bách Xuyên không chết, vẫn còn sống ư. Lưu Tích Kỳ chạy băng băng tới đại viện nhà họ Hồng, từ xa đã trông thấy Dương Bách Xuyên đứng chắp tay, một chân dẫm lên chân Hồng Huyền Thiên. Nhóc Xuyên! Thiết đản! Dương Bách Xuyên thu chân về, ngoảnh đầu nhìn Lưu Tích Kỳ. Tôi biết ngay là cậu không dễ chết như vậy mà. Lưu Tích Kỳ đấm mạnh vào ngực Dương Bách Xuyên. Diêm Vương không dám nhận tôi, và lại cậu còn mắng tôi là tai họa nhìn năm kia mà, sao tôi dám chết chứ, ha ha. Lúc đó Dương Bách Xuyên cũng nghe thấy mấy lời khùng điên của Lưu Tích Kỳ trên đảo hoang. Đối với người anh em chí cốt này, trong lòng anh chỉ có cảm động. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, Lưu Tích Kỳ kích động thấy rõ. Lúc này, Đàm Miêu đã đi tới, tiên sinh. Đàm Miêu vất vả rồi. Anh hãy lấy ra chứng cứ nhà họ Hồng sử dụng thuốc nổ mà anh thu thập được, hôm nay tôi phải danh chính ngôn thuận tiêu diệt nhà họ Hồng, để xem trong giới võ cổ có ai nói tôi không đúng. Dương Bách Xuyên nói với Đàm Miêu. Vâng thưa tiên sinh, đây là video giám sát vụ nổ ở hầm mỏ, hôm đó ông ba và ông bảy nhà họ Hồng có mặt ở đỉnh núi trên đảo hoang cách hầm mỏ số 3 hơn 3.000 mét. Ngoài ra còn có file ghi âm ở nhà họ Hồng. Đàm Miêu vừa nói vừa mở video trên điện thoại. Trong điện thoại phát hình ảnh ông ba và ông bảy nhà họ Hồng trên đảo hoang, một lúc sau đảo hoang nổi lên một đám mây hình nấm. Sau đó, Đàm Miêu nói tiếp, tiên sinh, đây là hình ảnh chúng tôi dùng vệ sinh quay được. Tiếp theo, Đàm Miêu lại ấn vào điện thoại, một đoạn ghi âm lập tức vang lên, anh Trường Cốc thấy chuyện này thế nào? Đoạn ghi âm này là cuộc nói chuyện giữa Hồng Huyền Thiên và Trường Cốc phái M. Nguyệt Môn, cả quá trình là Trường Cốc bày kế cho Hồng Huyền Thiên. Cuối đoạn ghi âm. Hồng Huyền Thiên sai hai người con trai bắt cóc chị Mai, răng bẫy nổ chết Dương Bách Xuyên. Những người có mặt ở đây đều nghe thấy, nhìn thấy video và file ghi âm. Sắc mặt Hồng Huyền Thiên tái mét, lão ta biết nhà họ Hồng toang rồi. Nhưng lão ta vẫn gây rối, đây là ngụy tạo, là bôi nhọ. Chỉ dựa vào một đoạn video và ghi âm thì nói lên điều gì? Đàm Miêu cười gằn, cho ông chết được rõ ràng vậy, tôi có nhân chứng. Dứt lời Đàm Miêu đảo mắt nhìn một người trung niên phía sau Hồng Huyền Thiên, Chí Đa Tinh nói với chủ nhà họ Hồng vài câu đi.
Lần này điều tra chuyện của Dương Bách Xuyên, Đàm Miêu nhận được chỉ thị của Ngô Nam, vận dụng đường dây tình báo khẩn cấp để điều tra rõ sự việc bằng bất cứ giá nào. Mà Chí Đa Tinh vừa được gọi tên chính là biệt danh của nhân viên tình báo. Đường dây tình báo khẩn cấp của thần Long Đàm không thể tùy tiện sử dụng hay bại lộ. Lần này vì Dương Bách Xuyên mà Đàm Miêu đã dùng tới nhân viên trong đường dây tình báo khẩn cấp. Người này đã ẩn nấp ở nhà họ Hồng hơn nửa đời người, biệt danh là Chí Đa Tinh. Chí Đa Tinh, nhân viên tình báo của thần Long Đàm trở lại vị trí. Ông lão đi tới bên cạnh Đàm Miêu, chào theo kiểu quân đội. Sau đó, ông ấy nhìn Hồng Huyền Thiên và mọi người trong sân, trong tay tôi có rất nhiều chứng cứ chứng minh những năm qua nhà họ Hồng sử dụng vũ khí nóng để đối phó với võ cổ giả. File ghi âm cũng là đích thân tôi ghi lại. Nghe Chí Đa Tinh nói xong, Hồng Huyền Thiên trợn to mắt, cả đám người nhà họ Hồng đều sững sờ. Triệu Đa Chí, ông, Hồng Huyền Thiên này đối xử với ông không tệ mà. Mắt Hồng Huyền Thiên đỏ ngầu, lão ta không ngờ nhân chứng tình báo của Đàm Miêu lại là Triệu Đa Chí, vị quản gia đã phục vụ nhà họ Hồng hơn nửa đời người. Ha ha, lão phu đúng là quản gia của nhà họ Hồng các ông, nhưng trước hết lão phu là người của thần Long Đàm. Triệu Đa Chí cười ha hả. Dù sao hôm nay nhà họ Hồng cũng bị diệt môn, ông ấy đã hoàn thành sứ mệnh của mình, không sợ bị bại lộ. Người của mấy tông môn lớn có mặt ở đây đều nhìn Triệu Đa Chí, trong lòng nổi sóng to gió lớn, không dám coi thường thần Long Đàm. Quản gia là nhân vật quan trọng trong một gia tộc, vậy mà người này lại là người của thần Long Đàm, không biết trong tông môn của mình hoặc là nhà mình có người của thần Long Đàm hay không. Có nhân chứng Triệu Đa Chí, cho dù hôm nay Dương Bách Xuyên giết cả nhà họ Hồng, các thế lực giới võ cổ cũng không thể nói ra nói vào, bởi vì nhà họ Hồng sử dụng vũ khí nóng để đối phó với võ cổ giả là phạm vào điều tối kỵ của giới võ cổ. Dương Bách Xuyên lạnh lùng nhìn Hồng Huyền Thiên, không dài dòng nữa. Lúc nãy anh bảo Đàm Miêu lấy chứng cứ ra không phải cho Hồng Huyền Thiên xem, mà là cho người của giới võ cổ xem. Sau đó, anh giáng một chưởng lên người Hồng Huyền Thiên. Hồng Huyền Thiên chưa kịp kêu gào đã bị anh đánh thành bánh thịt. Tiên Thiên tầng 8 thì sao nào, chỉ là con kiến trong mắt Dương Bách Xuyên mà thôi. Giết! Cuối cùng trong mấy người con trai của Hồng Huyền Thiên, Dương Bách Xuyên chỉ để lại người con thứ ba và thứ bảy. Hai người này bị một chưởng của Dương Bách Xuyên đánh gãy xương toàn thân, kêu gào thảm thiết trên mặt đất. Dương Bách Xuyên không nói gì, nhưng không ngừng dẫm lên người bọn họ. Anh bắt đầu từ tứ chi, mỗi phát dẫm là một chi bị gãy, song không đứt lìa mà vẫn còn dính với gân. Trong thời gian hơn 10 phút, Dương Bách Xuyên chỉ làm một việc là dùng chân dẫm người, dẫm lên thân thể ông ba và ông bảy nhà họ Hồng. Dẫm nát tay chân bọn họ thành một đống thịt nát, cuối cùng là ngực. Dù vậy bọn họ vẫn chưa chết, bởi vì Dương Bách Xuyên cố ý không dẫm chết bọn họ, cho đến tận sau cùng anh dẫm một phát nát đầu. Bộp, M thanh trầm đục như dưa hấu vỡ vang lên, kết thúc sinh mạng của ông ba và ông bảy nhà họ Hồng. Không phải Dương Bách Xuyên báo thù cho mình, không phải anh tức giận vì hai người này dùng thuốc nổ hại mình, mà là anh đang báo thù cho chị Mai. Dương Bách Xuyên rất áy náy với chị Mai, tại anh mà cô ấy bị liên lụy, bị nổ chết. Thời khắc cuối cùng cô ấy bị nổ nát bét, cho nên Dương Bách Xuyên cũng dẫm hai tên đầu sỏ gây tội là ông ba và ông bảy nhà họ Hồng thành thịt nát để báo thù cho chị Mai. Ta không giết bá nhân, nhưng bá nhân vì ta mà chết. Đây là câu nói khắc họa chị Mai trong lòng Dương Bách Xuyên. Đến lúc này, hơn 50 người trên ám. Kinh nhà họ Hồng đã bị giết toàn bộ, từ nay về sau. Nhà họ Hồng bị xóa tên khỏi giới võ cổ. Sau đó, Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn đám người Nguyệt Môn, chậm rãi cất lời, ai là trưởng gốc? Những người ở bên M Nguyệt Môn, bị ánh mắt của Dương Bách Xuyên quét qua, cả đám đều né tránh, cuối cùng để lộ trưởng gốc đang trốn ở trong đám người. Lúc này, ba môn phái trên đài không có ai dám đối diện với Dương Bách Xuyên. Vừa rồi Dương Bách Xuyên giẫm một cước lên Lão Tam và Lão Thất nhà họ Hồng. Mỗi một cước đều phát ra tiếng gãy xương cùng tiếng hét thảm thiết, làm cho trái tim bọn họ run rẩy. Đặc biệt là tiếng đầu nổ tung của một cước cuối cùng, quả thật làm cho người của ba phái nhìn Dương Bách Xuyên như ma quỷ. Trường Cốc bị một đám đồng môn né tránh, bại lộ trước mắt Dương Bách Xuyên, trong lòng tức giận đến mức muốn chửi má nó, đồng đội heo. Nhưng mà, lúc này đối với mọi người ở M Nguyệt Môn mà nói, đối mặt với Dương Điên, ai dám đụng vào anh? Thà hại bạn chứ không hại mình. Trường Cốc bị lộ, cũng là chuyện đương nhiên. Thử hỏi trên đời này có mấy ai không sợ chết,
Có lẽ có, nhưng không phải những người ở M Nguyệt Môn, qua việc bọn họ để lộ Trường Cốc có thể nhìn ra, những người này không có ai là không sợ chết. Trường Cốc đối mặt với ánh mắt như con dao nhỏ của Dương Bách Xuyên, cố giữ bình tĩnh, trong lòng tìm một đống cớ cùng lý do thoái thác, sắp mở miệng nói chuyện. Nhưng mà, Dương Bách Xuyên lại mở miệng sớm hơn ông ta một bước nói, tôi cho ông hai cách chết, thứ nhất, tôi chuẩn bị lựu đạn nhét vào miệng của ông tự kéo chốt. Thứ hai, tôi tự động thủ, ông chọn cái nào. Trong khi nói chuyện, Dương Bách Xuyên nói với Đàm Miêu, tìm hai quả lựu đạn cho tôi. Trung quy thần Long Đàm là cơ cấu quan gia, giới cổ võ có quy định cấm sử dụng vũ khí nóng, nhưng Dương Bách Xuyên biết quy định này không có hiệu quả với thần Long Đàm, bởi vì thần Long Đàm là tổ chức quan gia, điểm này Dương Bách Xuyên đã sớm biết. Đó cũng là lý do tại sao thần Long Đàm không thể so sánh thực lực với những môn phái cổ xưa đó, nhưng lại vẫn tồn tại, càng có thể nói chuyện bình đẳng với những môn phái cổ xưa, bởi vì sử dụng vũ khí nóng là đặc quyền của thần Long Đàm. Anh hùng dùng võ vi phạm điều cấm, cũng đến phục tùng quốc gia dân tộc, không thể làm bị thương, chỉ cần không quá phận, người cổ võ lợi hại, thần Long Đàm không nhúng tay vào, nhưng một khi đụng vào điểm mấu chốt, sẽ có rất nhiều vũ khí nóng hầu hạ. Đây là chỗ châu bò chân chính của thần Long Đàm. Từ đầu đến cuối vũ khí nóng vẫn ở trong tay quan gia. Tiên sinh chờ một lát Đàm Miêu xoay người rời đi, lựu đạn thôi mà, trên xe anh ta có. Dương Bách Xuyên gật đầu híp mắt. Nhìn Trường Cốc, chủ ý của chuyện này là do Trường Cốc nghĩ ra cho nhà họ Hồng, cũng chính là chủ mưu cuối cùng, nếu ông ta không gửi thuốc nổ trước cho Hồng Huyền Thiên, chị Mai sẽ không bị nổ chết. Cho nên Dương Bách Xuyên phải dùng cách tương tự hầu hạ Trường Cốc. Trường Cốc hoảng sợ, nhìn Dương Bách Xuyên nói, Dương Điên cậu đừng có kiêu ngạo, cậu đã giết địa tâm lão tổ M Nguyệt Môn của tôi trước, tôi tìm cậu báo thù cũng là đạo lý hiển nhiên, hơn nữa, không phải tôi động thủ làm cậu nổ tung. Có liên quan gì tới tôi? Ha ha, Dương Bách Xuyên cười lạnh, giây tiếp theo bước một bước ra, đã tới trước người Trường Cốc. Chát 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 chát. Không có lời nói dư thừa, giơ tay chính là những cái tát liên tiếp. Tiếng đánh vang dội khắp trường đấu. Sau mấy hơi đã đánh được 50 đến 60 cái, Dương Bách Xuyên mới dừng tay. Một đạo chân khí cũng tiến vào cơ thể của Trường Cốc ngay sau đó, hoàn toàn phong ấn tu vi của ông ta. Đối với màn tấn công chớp nhoáng của Dương Bách Xuyên, Trường Cốc căn bản không có chút phản ứng nào để đối phó. Mấy chục cái tát này tát xuống, Trường Cốc rất răng đầy miệng, mặt sưng phù thành đầu heo. Lúc này Đàm Miêu cầm hai quả lựu đạn trong tay cũng đi đến bên cạnh Dương Bách Xuyên. Tiên sinh! Anh lùi ra phía sau đi. Dương Bách Xuyên xử trí hai quả lựu đạn, trực tiếp nhét một quả vào miệng Trường Cốc, ngay sau đó kéo dây đeo của quả thứ hai. Luồng vào cổ áo của Trường Cốc, lập tức đá vào bụng dưới của Trường Cốc như tia chớp, đá bay vẻ mặt hoảng sợ của Trường Cốc lên trời. Toàn bộ quá trình chưa đầy 3 giây, lúc thân thể Trường Cốc bay ra 8-9 mét, lựu đạn nổ tung. Đùng! Một âm thanh vang lên kinh thiên động địa. Tia máu bay đầy trời, cơ thể Trường Cốc trực tiếp bị nổ nát. Mọi người thấy được một mặt bạo lực khát máu của Dương Bách Xuyên. Người ở ba môn phái không ai không sợ. Sắc mặt cả đám tái nhợt, đối mặt với Dương Bách Xuyên những người như họ không có lực đánh trả. Cũng không biết Dương Điên này sẽ đối phó với bọn họ như thế nào. Sau cái chết của Trường Cốc, Dương Bách Xuyên thở ra một hơi, nhìn về phía chân trời tự nói, chị Mai, thù của chị em đã báo rồi, cầu cho chị ở một thế giới khác có thể an giấc ngàn thu. Hiện tại ở giữa sân còn lại người của ba môn phái, Thần Tông, Thanh Thành, M Nguyệt Môn. Những người này đều là một đám người nhân cơ hội tống tiền, Dương Bách Xuyên biết không có một ai tốt cả. Giết một người là giết, giết trăm người vạn người cũng là giết, nhân từ với kẻ địch, là tàn nhẫn với bản thân. Đã trải qua bóng ma tử vong lần này, Dương Bách Xuyên hiểu ra một đạo lý. Giết người, chính là bảo vệ chính mình, đương nhiên là tất cả kẻ địch. Nếu trước đây anh trực tiếp giết nhà họ Hồng, diệt hết nhà họ Hồng, chị Mai cũng sẽ không chết. Càng không bị một tấn thuốc nổ làm cho nổ tung. Âm Nguyệt Môn, Thần Tông, Thanh Thành, ba môn phái này thật sự có hiềm khích với mình, thả bọn họ đi sao? Trên tay ít đi chút sát nghiệt sao? Không, ăn một lần thiệt thòi như vậy đã đủ rồi. Dương Bách Xuyên quay người lại híp mắt nhìn người của M Nguyệt Môn cùng ba môn phái chậm rãi mở miệng nói, tôi cũng cho các người hai sự lựa chọn, thứ nhất, tự phế tu vi rồi cút đi, thứ hai, tôi giết các người quy tiên.
Dương Bách Xuyên nói ra những lời này đằng đằng sát khí. Đám người của ba môn phái nghe câu này của Dương Bách Xuyên, một đám hoảng sợ đầy mắt, cả người đều run rẩy hẳn lên. Tự phế tu vi. Đây mẹ nó còn tàn nhẫn hơn chuyện giết một người cổ võ giả. Những người còn lại, âm thanh kêu rên liên tiếp, một đám tự phế đi đan điền. Cút! Nếu Dương Bách Xuyên đã nói, bọn họ tự phế tu vi sẽ buông tha bọn họ, điểm này anh vẫn có thể làm được. Chờ những người này rời đi, Thiên Tuyệt đi lên phía trước có chút lo lắng nói, sư tổ, ngài thả những người này đi, không phải sẽ gia tăng thù hận giữa ngài và tông môn phía sau bọn họ hay sao? Ha ha, giết bọn họ, tông môn sau lưng bọn họ sẽ không biết sao. Giữ những người này, danh hiệu Dương Điên này của tôi, mới có thể càng làm kinh sợ lòng người hơn. Dương Bách Xuyên nhìn về phía chân trời xa xăm mà nói. Sư tổ cao kiến, Thiên Tuyệt nịnh hót một câu. Nhưng trong lòng lại nói thầm, lão nhân gia ngài đang kéo thù hận thì có trang viên nhà họ Hồng để lại thi thể đầy đất, mùi máu tanh nồng nặc. Dương Bách Xuyên nói với Phong Thiên Nhai, lão Phong dẫn tất cả thần binh đi đi, đừng bỏ qua tinh thạch tiên thiên, kiểm tra nhà họ Hồng. Được, tiên sinh, Phong Thiên Nhai nhếch miệng cười nói, ông ta rất vui vẻ. Lần này ông ta biết mình đã gặp may, vốn đơn thuần chỉ là thực hiện lời hứa với Dương Bách Xuyên, đến giúp Triệu Nam gây phiền phức với nhà họ Hồng. Cũng ôm tâm tư có lẽ sẽ chết, không ngờ Dương Bách Xuyên vẫn còn sống, làm một người từng trải, Phong Thiên Nhai biết từ giờ trở đi, Dương Bách Xuyên cùng Vân Môn sẽ chân chính chấp nhận mình. Ngay sau đó Phong Thiên Nhai nói với Dương Bách Xuyên, đúng rồi tiên sinh, ba vị này là những người anh em của tôi, họ đều tình nguyện gia nhập Vân Môn. Được, hoan nghênh các người, lần này vất vả cho các ông rồi. Dương Bách Xuyên rất có thiện cảm với ba người đi theo Phong Thiên Nhai. Có thể vì tình nghĩa mà đi theo Phong Thiên Nhai chém giết, những người này trọng tình trọng nghĩa, rất đáng tin. Tiên sinh khách sáo rồi ba người ôm quyền với Dương Bách Xuyên. Gọi môn chủ. Đúng đúng đúng, là môn chủ. Ha ha, chỉ là một cái tên thôi, gọi gì cũng giống nhau, sau này mọi người chính là người một nhà. Một câu người một nhà của Dương Bách Xuyên, khiến ba người bên cạnh Phong Thiên Nhai đều vui vẻ. Không thể nghi ngờ rằng Dương Bách Xuyên đã chinh phục bọn họ từ trong ra ngoài, bây giờ còn có thể nói chuyện với bọn họ không chút tự cao tự đại nào, điều này làm cho ba người vô cùng thoải mái. Cả đám suy nghĩ trong lòng, xem ra Phong Thiên Nhai không nói sai, Dương Bách Xuyên quả thật không giống người thường, vào Vân Môn chính là đường ra. Lúc mấy người đang nói chuyện phiếm, những người lúc trước không có đi theo Phong Thiên Nhai cùng chiến đấu đi tới, cười nói với Phong Thiên Nhai, anh Thiên Nhai, loại chuyện quét dọn chiến trường này. Giao cho chúng tôi làm đi, chúng tôi cũng nhận được đan dược Vân Môn, cũng là người của Vân Môn đúng không? Phong Thiên Nhai nhìn mấy người đó hừ lạnh nói, không dám nhận, những việc này Phong Mỗ có thể làm, không cần các người hỗ trợ. Ở thời điểm mấu chốt nhất phản bội ông ta, không đi theo chiến đấu cùng nhau, bây giờ nhìn thấy thần uy của Dương Bách Xuyên đại phát, lại tới xem náo nhiệt, những người này chỉ thừa dịp chiếm hời. Mấy ngày trước bởi vì Phong Thiên Nhai lấy đan dược Dương Bách Xuyên ban tặng để chiêu mộ nhân tài tán tu cho Vân Môn, mỗi một người đều có thể nhận được một viên đan dược, những người này đều đã nhận đan dược, trên danh nghĩa Phong Thiên Nhai nói rằng bọn họ là người của Vân Môn. Nhưng bây giờ, Phong Thiên Nhai sinh ra ác cảm với bọn họ. Dương Bách Xuyên nhíu mày lại nói, lão Phong, có chuyện gì vậy? Nói hết mọi chuyện với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nheo mắt nhìn mấy người này cười lạnh nói. Nếu lão Phong tặng đan dược cho các người thì coi như xong, Vân Môn tôi không thiếu mấy viên đan dược đó, nhưng cuộc đời Dương Bách Xuyên tôi hận nhất chính là thời điểm quan trọng mất mạng, xong việc thì ba phải nói vuốt đuôi chẳng làm được chuyện gì, đừng nói các người có tu vi tiên thiên tầng 5, cho dù tiên thiên tầng 9 đại viên mãn, Vân Môn tôi cũng không cần loại rác rưởi như các người, cút. Mấy người đó bị lời nói của Dương Bách Xuyên làm cho mặt đỏ tai hồng, nhất là khi câu cuối cùng được nói ra, bọn họ lập tức hoảng sợ. Lúc trước Dương Bách Xuyên đại sát tứ phương bọn họ đều đứng bên cạnh xem rất rõ ràng, sợ chọc giận Dương Điên, cả đám nhanh chóng bỏ chạy. Thứ gì nhìn cả đám rời đi như bỏ trốn, Dương Bách Xuyên tự nói, Vân Môn cần những người có cấp bậc tiên thiên, nhưng không phải ai cũng được, ở trong lòng Dương Bách Xuyên, nhân phẩm được đặt lên đầu, sau này Vân Môn chắc chắn sẽ đoàn kết thân mật, anh không cần một đám tư lợi ích kỷ ba phải. Ngay sau đó Phong Thiên Nhai xấu hổ cười với Dương Bách Xuyên. Dẫn người đi quét dọn chiến trường, Dương Bách Xuyên đi đến bên cạnh Đàm Miêu nói, Đàm Miêu, lần này tôi thiếu anh một ân tình, đúng rồi, anh giải quyết hậu quả ở đây không thành vấn đề chứ.
Tiên sinh yên tâm, tôi sẽ xử lý chỗ này, tôi cũng không có giúp được cái gì, ngài muốn cảm ơn thì hãy cảm tạ ơn đàm chủ Ngô Nam của chúng tôi, nếu lần này không phải ông ấy hạ lệnh không tiếc bất cứ giá nào điều tra chuyện của ngài, dùng nội gián Triệu Đa Chí, chúng tôi cũng không nắm giữ được chứng cứ, tiên sinh, ngài cứ giữ phần chứng cứ này, nếu có môn phái cổ xưa nào lấy chuyện diệt môn ra nói, đây là chứng cứ. Đàm Miêu đưa một phần văn kiện cùng video trong chiếc điện thoại di động cho Dương Bách Xuyên khi đang nói chuyện. Được, chúng ta tạm biệt trước ở đây, sau này đến Đại Lục, nhớ đến Vân Môn tìm tôi. Hẹn gặp lại. Chuyện giải quyết hậu quả giao cho Đàm Miêu đi ra ngoài xử lý, Dương Bách Xuyên cùng mọi người rời đi. Vốn phải về nhà Viên Kim Phượng, nhưng xét thấy có quá nhiều người ở lại, cho nên anh chuẩn bị đặt khách sạn. Về chuyện này, Thiên Tuyệt trực tiếp vung tay lên nói, chúng ta đến khách sạn sản nghiệp của Võ Đang. Dương Bách Xuyên cũng không từ chối, thật ra anh đã quên mất mỗi nhà trong 8 môn phái lớn ở Hoa Hạ đều có tập đoàn tài chính trong thế tục, Võ Đang có sản nghiệp khách sạn ở cảng đảo cũng không kỳ quái chút nào. Đám người trực tiếp vào khách sạn sản nghiệp của Võ Đang ở, khách sạn 5 sao, người phụ trách tự mình chiêu đãi, dành ra 2 tầng lầu làm phòng cho khách. Sau đó Dương Bách Xuyên mượn phòng họp của khách sạn. Cảm ơn mọi người. Tuy nói lần này diệt nhà họ Hồng, chém giết phế bỏ mọi người trong 3 môn phái, cộng lại gần 100 người bị giết. Nhưng con cháu của gia tộc Đoan Mộc cũng tử thương hơn phân nửa, chủ yếu là con cháu của gia tộc Đoan Mộc, tu vi quá yếu, đa số là ám kình, mà ám kình đối với tiên thiên chính là trứng chọi với đá. Cho nên Dương Bách Xuyên cảm thấy rất có lỗi với ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên. Phong Thiên Nhai quét dọn chiến trường. Lúc quét đến nhà kho của nhà họ Hồng, thu hoạch rất lớn, có đến 6-70 kiện linh khí, hơn 500 cây linh dược các loại, lục soát ra hơn 600 viên linh thức hạ phẩm, có thể nói là thu hoạch bội thu. Khiến cho Dương Bách Xuyên cảm thán trong lòng, giết người cướp của quả thật là con đường tắt phát tài làm giàu, anh cũng chuẩn bị luận công ban thưởng. Thu hoạch những thứ này, Dương Bách Xuyên ưu tiên cho ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên tùy ý chọn lựa, xem như bồi thường cho gia tộc Đoan Mộc. Đoan Mộc Hành Thiên không có khách khí với cháu ngoại bên cạnh mình, chọn ra 20 kiện linh khí, tổng cộng có 5 kiện linh khí thượng phẩm, Đoan Mộc Hành Thiên chọn ra 3 kiện. Đoan Mộc Hành Thiên nhất quyết không chọn linh thạch cùng linh dược, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn cho gia tộc Đoan Mộc 200 viên linh thạch, về phần linh dược thì cũng không miễn cưỡng, nhưng anh đã chính miệng hứa sẽ luyện chế cho gia tộc Đoan Mộc 3 lò đan dược. Sau đó là Võ Đang, Dương Bách Xuyên đều biểu đạt lòng biết ơn với Thiên Tuyệt, Minh Giác và Trần Phong Tử. Cũng để bọn họ chọn lựa linh khí linh dược và linh thạch, nhưng sau khi 3 người Thiên Tuyệt nhìn nhau, Trần Phong Tử đứng dậy mở miệng nói, sư tổ, tuy bây giờ Võ Đang hơi xuống dốc, nhưng mấy thứ này Võ Đang vẫn không thiếu, cho nên chúng ta không cần. Nhưng mà, khụ khụ, nếu sư tổ ngài đã đồng ý, thật ra chúng tôi có một yêu cầu quá đáng, hy vọng sư tổ có thể đáp ứng, thế thì chúng tôi vô cùng cảm kích. Dương Bách Xuyên cảm thấy rất thoải mái với sự ra tay tương trợ của Võ Đang lần này. Cười ha ha nói, nếu các người đều đã gọi tôi một tiếng sư tổ, còn có chuyện gì ngượng ngùng nữa, nói đi, chỉ cần tôi có thể làm, tuyệt đối không từ chối. 3 người Trần Phong Tử nghe vậy đều lộ ra vẻ vui mừng, Thiên Tuyệt và Minh Giác nháy mắt với Trần Phong Tử, ý bảo anh ta tiếp tục nói. Sư tổ, vậy tôi sẽ nói thẳng. Trần Phong Tử hơi có chút đỏ mặt tiếp tục nói, là như thế này, khoảng thời gian trước tên nhãi đổ nhi Viên Tiêu Lôi kia, vậy mà tu luyện ra một loại lửa, cũng khá lợi hại. Chúng tôi cũng muốn nghiên cứu một chút, nhưng tên nhãi tiểu lôi đó đánh chết cũng không chịu nói. Cuối cùng cậu ta nói, khụ khụ, là lần trước sư tổ đến Võ Đang truyền thụ cho cậu ta, nói tới đây Trần Phong Tử không nói nữa. Nhưng Dương Bách Xuyên lại nghe hiểu, đám Trần Phong Tử, Thiên Tuyệt và Minh Giác muốn học Ly Hỏa Quyết. Dương Bách Xuyên mỉm cười, duỗi bàn tay ra, trong tay lập tức xuất hiện một ngọn lửa có màu đóa thổ hoàng, cười nói các người nói chính là loại lửa này. Đúng đúng đúng. Chính là ngọn lửa này. 3 người Trần Phong Tử liên tục gật đầu. Được, tôi đồng ý, trở về tìm Viên Tiểu Lôi, nói là tôi cho phép cậu ta truyền thụ Ly Hỏa Quyết cho mỗi người ở Võ Đang. Dương Bách Xuyên khá hài lòng với biểu hiện của Võ Đang lần này, đồng ý với lời thỉnh cầu của bọn họ. Cảm ơn sư tổ, cảm ơn sư tổ. 3 người Trần Phong Tử vui vẻ, có ngọn lửa thần thông này, lần này Võ Đang rời núi hỗ trợ Triệu Nam cùng Vân Môn chính là món hời lớn. Lúc này đôi mắt của Đoan Mộc Hành Thiên có chút đỏ lên, bây giờ ông cũng dần dần biết rằng đứa cháu ngoại này của mình thật sự không phải người bình thường, lập tức giống như một đứa trẻ đã lớn nói, nếu cháu ngoại có thứ tốt cũng phải để lại ông ngoại một phần.
Dương Bách Xuyên nhìn dáng vẻ ông ngoại ra mặt dày, nhưng lại có vẻ xấu hổ, lập tức có chút buồn cười, duỗi tay vào túi, lấy ra một miếng ngọc giản từ càn khôn hồ, sau đó cầm miếng ngọc giản trong tay, nhắm hai mắt lại. Qua vài phút sau, Dương Bách Xuyên mới mở mắt nói, ông ngoại, ông là cường giả tiên thiên, thứ này sau khi trở về, dùng tinh thần lực xem xét. Lúc Dương Bách Xuyên nói rất nghiêm túc, Đoan Mộc Hành Thiên trịnh trọng tiếp nhận, muốn hỏi một câu đây là thứ gì, ông chưa từng gặp qua ngọc giản như vậy. Đúng lúc này, giọng nói của Dương Bách Xuyên trực tiếp vang lên trong đầu ông nói, ông ngoại, đây là ngọc giản, dùng tinh thần lực ghi lại một cuốn sách, cháu cất nó ở bên trong vòng một năm, nhất định có thể khiến thực lực của gia tộc Đoan Mộc sánh vai với các tông môn cổ xưa, nhớ đừng để người ngoài tu luyện, cũng đừng dễ dàng cho người khác xem. Lần này cả người Đoan Mộc Hành Thiên đều chấn động, bất động thần sắc thu hồi ngọc giản. Sau đó Dương Bách Xuyên và Phong Thiên Nhai lại hàn huyên vài câu, cuối cùng hoàn thành một lần luận công ban thưởng. Lúc này, Lục Tuyết Hy ngồi ở bên cạnh rốt cuộc cũng được mở miệng, cô không nhịn được hỏi ra một vấn đề ai cũng muốn biết. Tiên sinh, ngài, lúc trước ngài đã đi đâu? Dương Bách Xuyên nghe vậy sửng sốt, hình ảnh sau vụ nổ ở hoang đảo khoáng tinh hiện lên trong đầu anh. Lục Tuyết Hy hỏi chuyện, Dương Bách Xuyên đã đi đâu vậy? Hình ảnh bên trong quặng mỏ dần hiện lên trong đầu Dương Bách Xuyên. Lúc ấy anh đã nhìn thấy cơ thể của chị Mai vỡ tung từng chút một, mà bản thân anh thì lại tối sầm hai mắt, hoàn toàn mất đi ý thức. Tuy nhiên, khi anh tỉnh dậy lần nữa, anh lại phát hiện mình đang ở trong một khung cảnh quen thuộc. Không gian bên trong bình càn khôn. Hơn nữa, trên hòn đá sinh mệnh xanh biếc nằm bên trong dòng suối tạo ra nước sinh mệnh ấy lại không có một giọt nước sinh mệnh nào cả. Theo lý thuyết, đáng lẽ ra trên đó phải có ba giọt mới đúng. Nhưng Dương Bách Xuyên phát hiện, không hề có một giọt nào trên đó cả. Nhưng lại có một điều khác biệt, cứ sau ba hơi thì đá sinh mệnh đều sẽ nhấp nháy một chút, rất có quy luật. Thời gian dần qua, sau khi đợi nó nhấp nháy khoảng chừng nửa tiếng, hai mắt Dương Bách Xuyên trợn to, chỉ thấy bên trên hòn đá sinh mệnh trống rỗng lại xuất hiện sinh mệnh chỉ trong một lần, nhiều gấp đôi so với bình thường. Ngay sau đó, một cảnh tượng thần kỳ hơn xuất hiện. Sáu giọt nước sinh mệnh như thể có mạng sống vậy, bay lên khỏi đá sinh mệnh, hoặc cũng có thể nói chúng giống như bị người nào đó khống chế nâng lên, bay đến dừng ở trên người anh. Sáu giọt chia đều lên ba vị trí gồm ấn đường, lồng ngực và thắt lưng của anh, mỗi vị trí là hai giọt, trong nháy mắt đã chui vào trong cơ thể của anh. Tiếp theo Dương Bách Xuyên lại phát hiện ra một điểm quan trọng. Anh phát hiện sau khi sáu giọt nước sinh mệnh chui vào cơ thể của anh bắt đầu có cảm giác tê dại, cực kỳ chân thực. Cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng xác định được, lần này anh đã tiến vào bình càn khôn bằng chính thân xác của mình. Đây chính là một sự thay đổi lớn. Trước kia, gần như chỉ có linh thức hoặc là ý thức tinh thần mới có thể. Tiến vào không gian của bình càn khôn, thân xác của anh hoàn toàn không vào trong được. Nhưng mà hiện giờ... sự thay đổi trên cơ thể lại nói cho anh biết, thân xác của anh đã thật sự tiến vào không gian trong bình càn khôn rồi. Không thể ngờ được là hiện tại anh lại đang ở trong không gian của bình càn khôn. Đây chính là một sự thay đổi dung chuyển đất trời. Thân xác có thể tiến vào bình càn khôn, đối với Dương Bách Xuyên thì điều này chính là thêm một cái mạng. Anh từ từ hiểu rõ, khi vụ nổ kết thúc, lúc anh mất đi ý thức, hẳn là bình càn khôn đã bảo vệ chủ nhân. Chủ động hút anh vào không gian càn khôn. Có rất nhiều thông tin đã xuất hiện. Đầu tiên, điều này chứng tỏ rằng bình càn khôn quả thực có tồn tại linh thức, nhưng đáng tiếc là đến tận giờ Dương Bách Xuyên vẫn không thể cảm nhận được nó. Hoặc cũng có thể nói là anh không thể kết nối được với linh thức của bình càn khôn, chỉ một mình linh thức của bình càn khôn là có thể kết nối được với anh. Điều này lại càng chứng tỏ rằng, linh thức của bình càn khôn vô cùng thần bí và cao thâm. Chỉ khi anh gặp nguy hiểm thì linh thức của bình càn khôn mới có thể ra tay. Từ điểm này có thể thấy được có lẽ bình càn khôn có mối quan hệ ràng buộc với mạng sống của anh. Giống như sư phụ Vân Thiên Tà và anh vậy, có lẽ quan hệ giữa anh và bình càn khôn cũng giống như với sư phụ Vân Thiên Tà. Đương nhiên những điều này đều là do Dương Bách Xuyên tự suy đoán ra, nhưng có vẻ cũng gần đúng rồi. Tóm lại đây là một chuyện tốt. Mặt khác, đối với sự thay đổi của bình càn khôn, theo sự quan sát của Dương Bách Xuyên cho tới tận giờ thì có vẻ như nó thăng cấp bằng cách hấp thu năng lượng của trời đất. Sau hai lần thăng cấp khi trước, không gian trong bình càn khôn đã trở nên rộng hơn hẳn. Chỉ là lần trước khi anh đi tìm nàng tiên cá Hạ Lộ ở Trường Giang,
anh đã đụng trúng một linh hồn của Thanh Long trong một nơi tương tự như cung thủy tinh, linh hồn của Thanh Long xuất hiện từ vảy rồng đã lao vào trong biển ý thức của anh. Rồi sau đó, sư phụ Vân Thiên Tà đã ra tay cắn nuốt linh hồn Thanh Long đó. Anh nhớ rất rõ lúc đó sư phụ có nói ông chỉ cắn nuốt một phần nhỏ linh hồn của Thanh Long, nhờ thế mà ông đã khôi phục được một chút lực lượng thần hồn, nhưng phần lớn lực lượng từ linh hồn của Thanh Long đều đã bị Bình Càn Khôn hấp thu hết rồi. Nhưng lúc đó Dương Bách Xuyên hoàn toàn không phát hiện ra bất kỳ thay đổi nào bên trong Bình Càn Khôn, ngay cả điểm cơ bản nhất là không gian trong Bình Càn Khôn anh cũng không thấy nó lớn hơn chút nào. Vì thế Dương Bách Xuyên vẫn luôn phiền muộn. Đúng ra sau khi Bình Càn Khôn thăng cấp thì không gian của nó sẽ trở nên lớn hơn, hoặc là sẽ xuất hiện một bảo vật tương tự như nước sinh mệnh, nhưng sau khi Bình Càn Khôn hấp thu phần lớn linh hồn của Thanh Long, lần đó Dương Bách Xuyên không hề phát hiện ra bất kỳ thay đổi nào cả. Cho tới nay anh vẫn luôn phiền muộn, cuối cùng thì giờ anh cũng đã rõ ràng rồi. Sự thay đổi của Bình Càn Khôn sau khi hấp thu lực lượng từ linh hồn của Thanh Long chính là có thể cho thân xác của mình tiến vào bên trong nó. Chẳng qua là trước đó nó không biểu hiện ra ngoài, hoặc là chính anh không phát hiện ra mà thôi. Lần này trong hầm mỏ xảy ra một vụ nổ lớn, Bình Càn Khôn đã tự chủ hút chủ nhân là anh vào trong không gian của Bình khi anh gặp nguy hiểm. Nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy tiếc nuối và có một chút tức giận, rằng tại sao Bình Càn Khôn lại không cứu luôn cả chị Mai chứ. Nhưng sau Dương Bách Xuyên nghĩ kỹ thì anh cũng bình thường trở lại. Khi anh gần như sắp toi mạng đến nơi rồi thì Bình Càn Khôn mới chịu ra tay cứu anh, nói chi là một người ngoài như chị Mai. Hoặc cũng có thể nói, vốn dĩ Bình Càn Khôn rất ghét việc để cho người ngoài tiến vào không gian của Bình Càn Khôn. Suy cho cùng, sự thần bí của Bình Càn Khôn là không thể đoán trước. Tiếc nuối thì tiếc nuối, Dương Bách Xuyên vẫn phải cảm ơn Bình Càn Khôn vì đã cứu mạng mình. Lúc anh tỉnh lại, anh thấy mình đang ngâm trong suối nguồn. Anh không thể cử động được mảy may, toàn thân đều là vết thương chồng chất, nhìn qua cơ thể anh giống như một mảnh đất đã khô hạn trong một khoảng thời gian dài, tràn đầy những vết nứt tựa như mạng nhện. Khắp người đều là vết thương, thê thảm đến mức không đành lòng nhìn thẳng. Cũng may, sau khi 6 giọt nước sinh mệnh xuất hiện, chúng chui vào cơ thể anh và bắt đầu chữa trị cho cơ thể này. Trong cơn ngứa ngáy tê dại, tuy rằng Dương Bách Xuyên không động đậy được nhưng anh lại cảm nhận được các chức năng trên cơ thể mình đang nhanh chóng khôi phục một cách rõ ràng. Giờ phút này 6 giọt nước sinh mệnh giống như công nhân sửa chữa phục hồi các công trình kiến trúc, đang tiến hành chữa trị và cải tạo tứ phương cho thân thể anh. Càng kỳ diệu hơn là, Dương Bách Xuyên cảm nhận được sau khi nước sinh mệnh tăng lên thành 6 giọt trong một lần, nó cũng đã biến chất, trở nên thần kỳ hơn cả trước kia. Đầu tiên là khả năng chữa trị cho cơ thể đã nhanh hơn rất nhiều, thêm cả sức mạnh của sự sống cũng đã tăng lên không biết bao nhiêu. Qua từng bước chữa trị, thân thể của Dương Bách Xuyên cũng dần khôi phục. Sau đó anh cảm nhận được cơ thể của mình đang trở nên mạnh hơn, một suy nghĩ chợt lóe lên, anh bắt đầu thử vận chuyển Càn Khôn Tôi Thể Quyết. Ngay sau đó, anh chỉ cảm thấy toàn thân choáng váng, dưới sự vận chuyển của Càn Khôn Tôi Thể Quyết. Anh bỗng nhiên đột phá lên kim cương nhục thể tầng thứ 2. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên vui mừng khôn xiết, cảm nhận được sức mạnh sự sống mạnh mẽ trong cơ thể vẫn đang cuồn cuộn không dứt, Dương Bách Xuyên không dừng lại mà tiếp tục vận chuyển Càn Khôn Tôi Thể Quyết để rèn luyện thân thể. Đại nạn không chết ắt có hạnh phúc cuối đời, điều này thể hiện qua thân thể của anh. Theo sự vận chuyển của công pháp tôi thể, kim cương nhục thể của Dương Bách Xuyên cũng dần trở nên mạnh mẽ. Mỗi một tấc gân cốt cũng đang dần trở nên cứng rắn hơn. Vào khoảnh khắc nào đó, điều khiến anh buồn bực là vì anh cảm nhận được đan điền mình cũng xảy ra một hiện tượng kỳ lạ. Theo lẽ thường thì khi đan điền có thay đổi, chẳng qua đó chỉ là Càn Khôn tạo hóa quyết vận chuyển và tu luyện chân khí mà thôi. Nhưng Dương Bách Xuyên nhận ra là không phải vậy. Trong lúc cảm nhận, anh phát hiện ra kiếm đồ long đang được nuôi dưỡng trong đan điền đang hấp thụ sức mạnh của sự sống mạnh mẽ mà nước sinh mệnh mang đến. Tuy sức mạnh của nước sinh mệnh là sức mạnh của sự sống, nhưng không thể phủ nhận rằng nó là sức mạnh thần bí và cao cấp. Thế mà kiếm đồ long lạ đang không ngừng hấp thu sức mạnh đó. Trông cứ như đang cướp đoạt sức mạnh của sự sống với cơ thể vậy. Dương Bách Xuyên cười khổ, nhưng anh cũng nhạy bén mà bình tĩnh lại rồi nhắm mắt kết nối giao tiếp với kiếm đồ long. Anh cảm nhận được sự tồn tại của kiếm linh của kiếm đồ long. Sư phụ Vân Thiên đã từng nói. Chỉ cần có thể giao tiếp kết nối với kiếm linh của kiếm đồ long, khi sử dụng, sức mạnh của kiếm đồ long sẽ càng mạnh mẽ hơn. Đi giao tiếp kết nối với kiếm đồ long vào thời điểm này,
anh sẽ thật sự có thể giao tiếp với kiếm linh của kiếm đồ long. Mới đầu có sự chống cự và cảnh giác, sau khi Dương Bách Xuyên cắt đứt sức mạnh sự sống, trong kiếm đồ long lập tức truyền ra một giọng nói chứa sự tức giận đến muốn hộc máu cho tôi sức mạnh của sự sống. Dương Bách Xuyên vui vẻ cười ha ha, cuối cùng cậu cũng bắt đầu chịu giao tiếp với tôi rồi. Cho cậu sức mạnh của sự sống cũng được, nhưng cậu phải phục tùng tôi trước đã. Cậu đang được nuôi dưỡng tại đan điền của tôi chính là chủ nhân của cậu, kiếm linh như cậu lại không tâm ý tương thông với tôi, thế là thế nào? Là do anh vô dụng mà thôi, anh chỉ là một tên trúc cơ nho nhỏ, vì sao tôi lại phải phục tùng anh? Có thể cho anh sử dụng thân kiếm đã là tốt lắm rồi, còn muốn tôi phục tùng anh nữa, không đời nào. Giọng kiếm linh của kiếm đồ long là giọng bé trai, nghe vô cùng bướng bỉnh. Dương Bách Xuyên vui mừng nói, được thôi. Nếu cậu không quan tâm đến chuyện tôi không cho cậu sức mạnh của sự sống, thế thì sau này tôi sẽ quăng cậu đến xưởng tái chế phế liệu để chế tạo thành một cây dao phay chuyên để cắt thức ăn nấu cơm. Dù sao có giữ lại cậu cũng chẳng có tác dụng gì. Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được rằng kiếm linh của kiếm đồ long rất khát khao sức mạnh của sự sống, vì thế anh đã dùng cái này để uy hiếp cậu bé. Chiêu này thật sự có tác dụng, cuối cùng kiếm linh chịu thua và hung hăng đáp. Nếu không phải tôi cần khôi phục hồn thân của kiếm linh, sao lại phải chịu sự uy hiếp của thằng oát như anh chứ? Được, tôi đồng ý, nhưng sau này anh phải cho tôi hấp thu sức mạnh của sự sống nhiều hơn. Dương Bách Xuyên, được, cho hồn ấn của cậu xuất hiện đi. Hồn ấn chính là hồn của kiếm linh, sau khi giao cho Dương Bách Xuyên luyện hóa, Dương Bách Xuyên sẽ có thể tâm ý tương thông với kiếm đồ long. Lúc đó, anh thật sự có thể đạt đến trình độ vừa nghĩ đã giết được kẻ địch trong vô hình. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên luyện hóa hồn ấn kiếm linh của kiếm đồ long như mong muốn, cuối cùng người và kiếm cũng hợp lại làm một. Đây cũng là nguyên nhân mà trước đó anh có thể ngự kiếm phi hành, tất cả đều là hiệu quả sau khi giao tiếp và thuần phục được kiếm linh của kiếm đồ long. Dương Bách Xuyên không biết kiếm đồ long là pháp khí cấp bậc gì, bởi vì sau khi kiếm linh thuần phục, anh hỏi vấn đề này, cậu bé xấu xa chỉ đáp một câu với giọng điệu như một ông cụ non, anh muốn là cấp bậc gì thì là cấp bậc đó. Dù sao Dương Bách Xuyên cũng uy hiếp để kiếm linh thuần phục. Điều đó khiến cậu bé rất khó chịu và chẳng muốn nói nhiều với Dương Bách Xuyên. Tuy nhiên, Dương Bách Xuyên không thèm để ý, miễn là anh có thể tự do sử dụng kiếm đồ long là được. Sau khi luyện hóa hồn ấn của kiếm linh xong, trong đầu anh vẫn có một số thông tin cơ bản. Ví dụ như không kiếm đồ long có một loại kiếm khí tên là kiếm khí huyền hoàng. Dương Bách Xuyên không rõ nó là thứ gì. Nhưng kiếm linh trả lời rằng anh có thể dùng nó. Đây cũng chính là lý do vì sao khi đánh nhau với lão tổ tông của nhà họ Hồng, ông lão nhà họ Hồng đã dùng kiếm khí cổ để phù chú, nhưng Dương Bách Xuyên lại không sợ hãi chút nào mà giơ thẳng kiếm đồ long lên chống trả, một kiếm chém chết ông lão nhà họ Hồng. Dù sao kiếm khí huyền hoàng là thứ tốt. Kiếm linh có câu chuyện của riêng mình, cũng có tính cách riêng. Dương Bách Xuyên cũng không mong cầu nhiều quá. Chỉ cần có thể sử dụng một cách tâm ý tương thông là được, cấp bậc gì cũng được, không cần biết. Anh cũng hiểu rằng chắc chắn kiếm đồ long không phải pháp khí tầm thường. Ý thức của kiếm linh có thể nói chuyện với anh, riêng điểm này đã đủ để hạ gục đa số pháp khí trên thế gian trong nháy mắt rồi. Cậu bé chỉ không để lộ quá nhiều tin tức cho anh mà thôi, ngay cả cái tên kiếm đồ long cũng là do Dương Bách Xuyên tự đặt, anh không biết lai lịch thật sự của thanh kiếm này. Sau khi luyện hóa kiếm linh tại Bình Càn Khôn, Dương Bách Xuyên phát hiện rằng sau một ngày rưỡi, trên đá sinh mệnh lần lượt xuất hiện 3 giọt nước sinh mệnh. Đây là một bất ngờ lớn, trước kia khi dùng xong 3 giọt nước sinh mệnh, 3 ngày tiếp theo mới bổ sung lại được. Bây giờ nước sinh mệnh đạt đến 6 giọt, tăng gấp đôi, tương ứng với việc khoảng một nửa ngày sẽ xuất hiện 3 giọt. Vì thế, Dương Bách Xuyên đã đoán rằng sau khi dùng 6 giọt nước sinh mệnh lần 1, thời gian xuất hiện lần 2 cũng sẽ là 3 ngày. Nhưng bây giờ sau 3 ngày lại biến thành 6 giọt, số lượng và thời gian đều tăng lên gấp đôi. Đây là một chuyện vui với anh. Trong quá trình khôi phục cơ thể, những giọt nước sinh mệnh xuất hiện tiếp theo đều tiến vào cơ thể anh như cũ, nó sẽ bị cơ thể và kiếm đồ long hấp thu. Hơn nữa, trong Bình Càn Khôn đang vô cùng sung túc linh khí. Dương Bách Xuyên không thể động đậy cơ thể, vì thế sau đó anh lại dùng linh khí trong Bình Càn Khôn và sức mạnh của nước sinh mệnh để tu luyện. Trong ngoài đều tu luyện, tu vi anh tăng lên theo từng phút. Một mạch cho đến khi đám người Triệu Nam xuất hiện ở đảo hoang. Lúc ấy Dương Bách Xuyên đang khôi phục cơ thể và tu luyện,
nhưng linh thức của anh vẫn có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Nói đến cùng bình càn khôn vẫn là bảo vật quan trọng của anh, giữa hai bên có liên kết với nhau. Sau khi cơ thể bị hấp thu và tiến vào không gian của bình càn khôn biến thành trạng thái nhỏ như lọ thuốc hít như lúc mới đầu, bị chôn trong bùn đất. Tình hình kiểu này anh có thể cảm ứng được, đó cũng là kết quả của việc dùng linh thức đi dò xét. Anh lại phát hiện ra sức mạnh của linh thức mình đang không ngừng tăng lên theo việc tu luyện. Từ 900 mét lúc đầu tăng vọt lên, cho đến khi tu luyện trong bình càn khôn xong và đi ra, phạm vi linh thức của anh đã mở rộng tới khoảng 3.000 mét. Cho nên lúc ấy khi đám Triệu Nam xuất hiện trên đảo hoang, Dương Bách Xuyên đã phát hiện ra ngay và nghe hết tất cả nội dung nói chuyện của mọi người, một chữ cũng không thiếu. Nhưng anh lại không thể đi ra mà thôi. Khi anh nghe thấy đám Triệu Nam rời đi và nói sẽ đến nhà họ Hồng báo thù, lúc ấy người đang ở trong bình càn khôn như anh đã sốt ruột đến điên rồi. Nhưng cơ thể anh không thể động đậy, anh không ra được nên chỉ có thể lâm vào trạng thái lo lắng không chịu nổi. Sau khi đám Triệu Nam đi được khoảng nửa tiếng, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng hoàn thành tu luyện và khôi phục tự do cơ thể. Vừa nghĩ một cái, anh đã vọt ra khỏi bình càn khôn. Điều đầu tiên Dương Bách Xuyên làm sau khi đi ra là gọi sư phụ nhưng lại không nhận được sự trả lời. Anh có thể cảm nhận được sự tồn tại của sư phụ Vân Thiên Tà nhưng lại không gọi ra được. Hồi tưởng lại tình huống vụ nổ lúc ấy, ý thức anh chìm vào bóng tối, nhưng sư phụ lại tức giận mắng rằng lật thuyền trong mương. Giờ nghĩ lại thì có lẽ khi anh bất tỉnh, ông đã vận dụng sức mạnh để bảo vệ anh, hoặc là kích thích bình càn khôn hút anh vào không gian bên trong. Điều đó dẫn tới việc ông đã hoàn toàn ngủ say, lần này khả năng cao là chìm vào ngủ say thật. Dương Bách Xuyên vẫn có thể cảm nhận được sự liên hệ mỏng manh của sư phụ, tình hình thật sự không ổn. Anh cũng không dám quấy rầy, trong lòng chỉ có thể cầu mong bình càn khôn thần bí sẽ giữ cho thần hồn của sư phụ bất diệt. Dương Bách Xuyên không thể nào biết được bình càn khôn thần bí đã giấu sư phụ ở đâu trong bình mà chỉ có thể cảm nhận được. Sau khi ra khỏi bình càn khôn, anh nâng bên trái lên, đồ đằng của bình càn khôn vẫn quay về trên người anh với vẻ sinh động như thật. Anh vừa nghĩ sẽ đi vào bình càn khôn, giây tiếp theo cơ thể đã hơi run lên và tiến vào không gian của bình càn khôn lần nữa. Có thể tùy ý ra vào bình càn khôn. Chỉ có một điều khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy rất nguy hiểm. Đó chính là khi anh đi vào bình càn khôn sẽ khôi phục thành dáng vẻ ban đầu và biến thành lọ thuốc hít lần nữa. Nó không thể di chuyển mà chỉ có thể rơi xuống tại chỗ. Anh biết rằng với tình hình này, khi bị kẻ địch đuổi giết sẽ không thể sử dụng bình càn khôn. Lỡ như bị kẻ thù nhặt bình càn khôn đi thì anh chính là con ba ba trong hũ. Sau khi tu luyện 3 ngày trong bình càn khôn đi ra, cơ thể anh đã đạt tới kim cương tam trùng thiên, tu vi từ trúc cơ tầng 7 lên đến trúc cơ tầng 9, có thể so sánh ngang bằng tiên thiên tầng 9 sơ cấp. Cũng coi như là trong họa có phúc. Anh đã có được thu hoạch lớn về mặt thực lực. Sau đó, anh triệu hồi kiếm đồ long ra, sau khi tâm ý tương thông với kiếm đồ long, chỉ cần một ý nghĩ của anh, nó đã biến thành thanh kiếm to lớn dài 3 mét. Dương Bách Xuyên nhảy lên kiếm đồ long, ngự kiếm phi hành rời khỏi hoang đảo rồi sau đó đi thẳng đến nhà họ Hồng. Đây là nguyên nhân anh mất tích. Nhưng không thể nói những việc này với mọi người được, dù Lục Tuyết Hy có hỏi, nhưng người khác cũng nhìn về phía anh. Nhưng Dương Bách Xuyên không thể tiết lộ bí mật anh có bình càn khôn được. Anh nhếch miệng cười nhìn Lục Tuyết Hy và cười ha ha đáp, mấy ngày nay tôi đến làm khách tại điện Diêm Vương ở địa phủ, làm một bữa rượu với Diêm Vương, sau đó thì quay lại, ha ha ha, Dương Bách Xuyên hi hi ha ha trả lời làm tất cả mọi người trợn trắng mắt, mọi người đều hiểu là anh không muốn nói. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, mọi người đều hiểu điều này. Lục Tuyết Hy không hỏi thêm nữa. Những người khác cũng sẽ không gặng hỏi. Chuyện này cứ kết thúc như vậy. Chém giết hơn nửa đêm, hiện tại đã quá 3 giờ sáng rồi, Dương Bách Xuyên để mọi người đi nghỉ ngơi. Một đám rời khỏi phòng họp. Cuối cùng, Dương Bách Xuyên bảo Lưu Tích Kỳ ở lại và giao một số chuyện công ty của Viên Kim Phượng cho anh ta, còn ngày mai mình sẽ quay về. Sau cai người bàn bạc một số chuyện, Lưu Tích Kỳ cũng về phòng. Khi đi qua hành lang, Dương Bách Xuyên có hơi ngẩn ra. Anh đang phân vân không biết nên đến nơi nào nghỉ ngơi. Đi tìm Độc Cô Vô Tình hay đi tìm Triệu Nam? Sau khi nghĩ lại, vẫn nên đi xem vợ cả chính thức trước đã. Lần này anh xảy ra chuyện, Triệu Nam vẫn luôn giữ phong độ của chủ mẫu Vân Môn, anh hiểu mấy ngày nay cô ấy đã phải chịu áp lực lớn đến đâu. Đến phòng Triệu Nam gõ cửa,
chuyện gây đau đầu lại xuất hiện. Anh nghe thấy giọng Triệu Nam vang lên, em mệt rồi, anh đi tìm em gái vô tình đi. Sau đó cô ấy không nói gì nữa. Hở, tình huống gì đây? Người họ Dương nào đó phiền muộn đến điên lên rồi. Được thôi, tìm thì tìm. Nhưng khi anh đến gõ cửa phòng độc cô vô tình, cô lại nói y hệt Triệu Nam, anh đi tìm chị Triệu đi. Cuối cùng người họ Dương nào đó mới hiểu ra đôi chút, hai người phụ nữ này đều mong mình ở bên cạnh người kia. Thôi, anh chán trường về phòng mình. Sáng hôm sau, mọi người chuẩn bị quay về. Tạm biệt ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên xong, Dương Bách Xuyên và người của Võ đang cùng nhau về nước. Lưu Tích Kỳ ở lại thu mua công ty của Viên Kim Phượng và tuyên chiến kinh doanh của Cảng Đảo. Trước khi đi, Dương Bách Xuyên tìm được bốn tán tu Phong Thiên Nhai và để bốn người bọn họ ở lại Cảng Đảo bảo vệ Lưu Tích Kỳ, hơn nữa tiếp tục tuyển tán tu gia nhập Vân Môn. Về phần đám nữ giới như Độc Cô Vô Tình, Dương Bách Xuyên để các cô đi theo mình quay về Vân Môn. Trên tay Độc Cô Vô Tình còn một viên tam chuyển kim đan chưa dùng, cô phải về bế quan để dùng tam chuyển kim đan. Bởi vì Lục Tuyết Hy đã là trúc cơ tầng chính rồi mà cô vẫn là trúc cơ tầng 4. Tầng 4 này là kết quả của việc hấp thu khí độc của kết giới tại cấm địa của gia tộc Độc Cô và song tu với Dương Bách Xuyên trước đó. Cô tin rằng sau khi dùng tam chuyển kim đan, cô cũng có thể tăng lên vài cảnh giới nhỏ. Giữa trưa đã đến sân bay Cố Đô, đám người Thiên Tuyệt chuẩn bị về Võ Đang, họ đang vội trở về tìm Viên Tiểu Lôi để tu luyện Ly Hỏa Quyết. Trong lúc chia tay, Thiên Tuyệt đột nhiên nói, sư tổ, 3 tháng sau là đại hội luận đạo tiên thiên, ngài có đến tham gia không? Đến lúc đó Võ Đang và Vân Môn sẽ đi chung chứ? Đại hội luận đạo ư? Dương Bách Xuyên. Sửng sốt đúng vậy, 3 tháng sau chính là đại hội luận đạo năm nay, do các tông môn cổ xưa chủ trì tổ chức. Thiên Tuyệt giải thích, được, đến lúc đó Võ Đang và Vân Môn sẽ đi chung. Dương Bách Xuyên gật đầu đáp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 37.